MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 269. Còn dư lại vài trăm người, thực lực cường đại, tối thiểu nhất cũng có thể cùng những cái này ma sát chi khí ngưng tụ ác ma chống lại một phen. Nhưng là ma sát chi khí bên trong, ác ma số lượng nhiều lắm. Muốn xông tới, đến cầu thang, cũng không dễ dàng. Chỉ có một ít người mạnh hơn, mới có thể không ngừng xông về trước. Vài trăm người bên trong, Lục Minh tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất, hắn toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ, song quyền không tính oanh ra, mỗi đấm ra một quyền, đều có một cái ác ma bị oanh nổ tung đến, một lần nữa hóa thành ma sát chi khí. Nhưng là, những cái này ác ma bị oanh nổ tung đến, hóa thành ma sát chi khí về sau. Lập tức lại một lần nữa ngưng tụ ra mới ác ma, phóng tới Lục Minh. Ác ma phảng phất xiết mãi không hết. Bất quá những cái này ác ma cũng ngăn cản không được Lục Minh, Lục Minh không ngừng hướng về phía trước, cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh thành công xông phá trọng trọng ác ma bao vây, đặt chân một đoạn kia cầu thang. Lục Minh lúc đầu nghĩ bay thẳng bên trên cao nhất cái kia bình đài, nhưng là có một cổ lực lượng cường đại ngăn chặn hắn, hắn căn bản không bay qua được. Lục Minh biết rõ hắn nghĩ nhiều, nếu như có thể bay thẳng bên trên tầng cao nhất, cũng sẽ không cần làm ra những cái này cầu thang. Hắn thành thành thật thật rơi vào phía dưới cùng một cái cầu thang. Làm Lục Minh rơi vào cái thứ nhất bậc thang nháy mắt, một tôn ác ma thân ảnh, từ trên cầu thang nổi lên. Cái này ác ma thân ảnh vừa xuất hiện, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến, chiến lực không yếu, có thần hoàng thất trọng tu vi. Thần hoàng thất trọng, ở Lục Minh trước mặt, tự nhiên là không đáng chú ý, đấm ra một quyền. Cái này ác ma liền tán loạn ra. Lục Minh bước ra một bước, đặt chân cái thứ hai trên cầu thang. Lập tức, lại có ác ma ngưng tụ ra, một lần này, lập tức xuất hiện ba cái ác ma. Ba cái thần hoàng thất trọng ác ma. Bất quá, cho dù là ba cái thần hoàng thất trọng ác ma, ở Lục Minh trước mặt, cũng là một quyền sự tình. Đấm ra một quyền, ba cái này ác ma không thể chút nào chống cự, đồng dạng tán loạn ra. Đón lấy, đạp vào cái thứ ba cầu thang. Cái thứ ba cầu thang, lập tức xuất hiện 9 tôn thần hoàng thất trọng ác ma. Đấm ra một quyền, thông qua. Cái thứ tư cầu thang, xuất hiện một tôn thần hoàng bát trọng ác ma, đồng dạng là một quyền oanh sát. Cái thứ năm cầu thang, cái thứ sáu cầu thang. Càng đi về phía sau, xuất hiện ác ma chiến lược càng mạnh, cuối cùng, càng là xuất hiện thần hoàng cửu trọng ác ma, đương nhiên, y nguyên ngăn cản không được Lục Minh, bị oanh tùy tiện đánh tan. Lục Minh nhanh chóng bước lên cái thứ nhất bình đài. Cái thứ nhất bình đài phía trên, có một cái thanh đồng sắc khôi giáp, thoạt nhìn cũng rất bất phàm. Bất quá Lục Minh ngẫm nghĩ một lần, cũng không có cầm cái này khôi giáp. Đây chỉ là kiện thứ nhất khôi giáp mà thôi, nhất định là yếu nhất, muốn cầm, tự nhiên là cầm mạnh nhất. Lục Minh mục tiêu, là phía trên nhất món kia tử kim sắc khôi giáp. Lại không ra sao, cũng phải cầm tới hoàng kim khôi giáp, dạng này mới có phần thắng. Bá! Lục Minh tiếp tục dậm chân mà ra. Rơi vào đoạn thứ hai cầu thang cái thứ nhất khôi giáp phía trên mặt. Bất quá, cái này đoạn thứ hai cầu thang cùng đoạn thứ nhất cầu thang, hoàn toàn không giống. Đoạn thứ hai cầu thang, không có ác ma xuất hiện, chỉ có áp lực, vô cùng cường đại áp lực, tác dụng ở Lục Minh trên người. Bất quá, cố lực áp bách này mặc dù kinh người, nhưng còn đang Lục Minh giới hạn chịu đựng, Lục Minh bắp thịt cả người khẽ run lên, liền sẽ cố này lực lượng chấn khai, tiếp tục dầm chân mà lên, rơi vào cái thứ hai trên cầu thang. Cái thứ hai trên cầu thang áp lực, không thể nghi ngờ mạnh hơn. Nhưng y nguyên không làm gì được Lục Minh. Đụng, đụng, đụng. Lục Minh từng bước một hướng lên trên, tốc độ không ngừng, mãi cho đến cái cuối cùng cầu thang, áp lực cường đại, mới đúng Lục Minh tạo thành một chút áp lực, nhưng là Lục Minh tế bào cấm kỵ chi lực bộc phát, nhất cử giải khai ngoại giới áp lực, đặt chân cái thứ hai bình đài. Lúc này, mới có những người khác đặt chân đoạn thứ nhất một bậc thang. Đông Nguyên Thanh, Bố Nam. Chính là 6 cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt, thần hoàng lục trọng tu vi, có thể vượt qua 4 cái cấp bậc chiến tồn tại. Bọn họ 6 người, chiến lược không sai biệt lắm cường đại, cơ hồ là cùng lúc rơi vào nấc thang thứ nhất bên trên. Bọn họ 6 người vừa rơi xuống ở trên bậc thang, ở trước mặt bọn họ, phân biệt có một cái ác ma ngưng tụ mà ra, đều là thần hoàng thất trọng tu vi. Ác ma như vậy, tự nhiên ngăn cản không được bọn họ, một chiêu oanh ra, trước mặt bọn hắn ác ma, trực tiếp tán loạn ra. Bọn họ một đường hướng lên trên, tốc độ thật nhanh, phía trên những cái kia ác ma, cũng đỡ không nổi bọn họ.
Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái thứ nhất bình đài phía trên. Sáu người ánh mắt, tất cả đều rơi vào món kia thanh đồng sắc khôi giáp phía trên, do dự. Cuối cùng, sáu người đồng thời động thân, hướng về đoạn thứ hai cầu thang đi. Bọn hắn mục tiêu, cũng là càng mặt trên hơn bình đài khôi giáp. Mặt trên còn có ba kiện khôi giáp, bọn họ suy đoán, Lục Minh hẳn là chướng mắt bạch ngân khôi giáp, hẳn là sẽ không lựa chọn bạch ngân khôi giáp, như vậy, bạch ngân khôi giáp, bọn họ liền có cơ hội. Mà lúc này, Lục Minh đã bắt đầu khởi hành, đặt chân đoạn thứ ba cầu thang. Bạch ngân khôi giáp, tự nhiên cũng không phải Lục Minh mục tiêu. Làm Lục Minh đạp chân đoạn thứ ba cầu thang về sau, đoạn thứ ba trên cầu thang, lập tức có một cỗ ngọn lửa màu đen nổi lên, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Đây là một cỗ ma hỏa, nhiệt độ cao vô cùng, Lục Minh trên người, lập tức truyền đến trận trận đau nhói. Mở cho ta. Lục Minh giống to, bộc phát cấm kỵ chi lực, muốn đem cỗ này ma hỏa đẩy ra. Nhưng là sau một khắc, hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện, hắn thế mà đẩy không ra cỗ này ma hỏa. Cỗ này ma hỏa dán hắn thân thể, không ngừng thiêu đốt, trận trận đau nhói, truyền khắp toàn thân. Chẳng lẽ, một đoạn này cầu thang, khảo nghiệm là ta ý chí lực sao? Lục Minh nói nhỏ, sau đó bão nguyên quy nhất, tiếp tục dậm chân mà lên. Quả nhiên, cái thứ hai trên cầu thang ma hỏa càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt thời điểm, cũng càng đau nhức, cho dù lấy Lục Minh ý chí lực, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây quả nhiên khảo nghiệm là ý chí lực. Ý chí lực không mạnh, tuyệt đối không chịu nổi. Bất quá, Lục Minh một đường đi tới, trải qua bao nhiêu sự tình, ý chí lực đã sớm kiên cường. Đụng, đụng, Lục Minh liên tục dậm chân mà lên, mỗi đi lên một cái cầu thang, ma hỏa uy lực thì càng mạnh hơn một đoạn, loại kia đau nhói, liền sẽ càng mạnh. Đằng sau, cơ hồ vượt qua người bình thường nhẫn nại cực hạn. Lục Minh gắt gao cắn chặt răng nhốt, cuối cùng đi tới cái thứ 9 trên cầu thang, cái này trên cầu thang ma hỏa thực sự quá kinh khủng. Loại này ma hỏa sẽ không thiêu đốt hắn thân thể, sẽ không đem hắn thân thể hủy diệt, chỉ có thể mang đến vô tận thống khổ. Lục Minh thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hô hô hô, Lục Minh liên tục ngụm lớn hô hấp, mới nhìn xuống lui về phía sau xúc động. Cuối cùng, Lục Minh lấy đại nghị lực, đạp qua cái thứ 9 cầu thang, đi tới cái thứ 3 bình đài. Cái thứ 3 bình đài phía trên, là một bộ hoàng kim khôi giáp. Muốn hay không lựa chọn bộ này đây? Lục Minh do dự. Mới vừa tới cầu thang, nói thật, độ khó đã phi thường lớn, cơ hồ đến cực hạn nhẫn nại của hắn mới cuối cùng đạp tới. Tiếp theo đoạn cầu thang, không cần phải nói độ khó sẽ càng lớn. Lục Minh có chút do dự. Chủ yếu là hắn không biết nếu như đạp vào đệ tứ đoạn cầu thang thất bại sau, có thể hay không lui về cầm hoàng kim khôi giáp. Cái kia ác ma thiên tài Eugene, cũng không thể coi thường, ta được đến hoàng kim khôi giáp. Đối phương nói không chừng cũng có thể được nâng cấp bảo vật, ta chiến lược vốn là so với đối phương thấp, nếu như lấy được bảo vật giống nhau, y nguyên không phải đối thủ đối phương. Lục Minh nghĩ tới điểm này, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn dự định liều một cái. Muốn thắng, nhất định phải đến đẳng cấp cao nhất bảo vật, dạng này mới có thể có nắm chắc. Nhìn hoàng kim khôi giáp một cái, Lục Minh tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, hướng về đệ tứ đoạn cầu thang đi đến. Hắn thế mà không chọn hoàng kim khôi giáp. Đông Nguyên Thanh bọn người có chút giật mình. Lúc đầu, bọn họ bởi vì Lục Minh chọn hoàng kim khôi giáp, mà bọn họ đem mục tiêu, đặt ở bạch ngân khôi giáp phía trên. Thật không nghĩ đến, Lục Minh thế mà từ bỏ hoàng kim khôi giáp, lựa chọn tiếp tục leo, rất rõ ràng mục tiêu đặt ở tầng cao nhất mũi tên kia tử kim khôi giáp phía trên. Đông Nguyên Thanh sáu người ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó đồng thời khởi hành, hướng về đoạn thứ ba cầu thang đi đến. Nhìn thấy Lục Minh từ bỏ hoàng kim khôi giáp, bọn họ lập tức đem mục tiêu đặt ở hoàng kim khôi giáp phía trên. Đông Nguyên Thanh sáu người bước lên giai đoạn thứ ba cầu thang, cùng Lục Minh một dạng, bọn họ cũng đồng dạng bị ma hỏa thiêu đốt, đã nhận lấy thống khổ cực lớn, bọn họ cắn răng kiên trì. Mà càng đằng sau, cũng xuất hiện biến hóa, có năm sáu người đã bước lên giai đoạn thứ nhất cầu thang, thậm chí đạt đến cái thứ nhất bình đài. Những người này trong đó liền bao gồm Lăng Vũ Vi cùng Đấu Thần Nguyên Văn. Đấu Thần Nguyên Văn khoảng thời gian này cùng ác ma không ngừng chém giết, kích phát tiềm năng, tu vi thế mà cũng đột phá, đạt đến thần hoàng tứ trọng. Lấy hắn có thể đủ vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến thực lực, xông qua giai đoạn thứ nhất cầu thang, cũng không khó. Đi tới cái thứ nhất bình đài về sau, Lăng Vũ Vi cùng Đấu Thần Nguyên Văn nhìn cũng chưa từng nhìn món kia thanh đồng khôi giáp, trực tiếp hướng về đoạn thứ hai cầu thang đi. Còn dư lại mấy người, ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó đồng thời hướng về thanh đồng khôi giáp đi đến.
Lại hướng lên, có Lục Minh, có sáu đại yêu nghiệt, bọn họ biết rõ phía trên khôi giáp, khẳng định không có phần của bọn họ, cho nên bọn hắn mục tiêu chính là cái này khôi giáp. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đều ngừng lại, hai bên dò xét, lộ ra vẻ đề phòng. Khôi giáp chỉ có một kiện, mà bọn họ người đã có bốn cái, làm sao chia? Chư vị, chúng ta lấy được loại này khôi giáp, mục đích chủ yếu là cùng ác ma giao chiến, thắng được lần này, sau đại chiến, cái này khôi giáp không nhất định có thể bản thân giữ lại, chư vị không bằng được cái phương tiện, liền để cho ta. Trong đó một cái trẻ tuổi nữ tử nói, ngươi nói có đạo lý, vậy lưu cho ta cũng giống như vậy. Một cái khác thanh niên lập tức nói, ta cảm thấy ta thích hợp hơn, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta thích hợp. Hai cái thanh niên khác không ai nhường ai. Mặc dù nói sau đại chiến, bộ khôi giáp này không nhất định có thể bản thân giữ lại, nhưng là mặc vào khôi giáp đánh giết càng nhiều ác ma, công lao khẳng định càng nhiều, đến lúc đó luận công hành thưởng, tuyệt đối cũng sẽ càng nhiều. Bọn họ tự nhiên đều sẽ không nhượng bộ. Bá. Bỗng nhiên, sớm nhất mở miệng nữ tử kia động, trực tiếp hướng về thanh đồng khôi giáp nhào tới. Đừng mơ tưởng. Thanh đồng khôi giáp là ta. Mặt khác ba cái thanh niên, cũng xông hướng thanh đồng khôi giáp, bốn đại cao thủ, trong nháy mắt đại chiến một chỗ. Có thể đi đến một bước này, đều không phải là kẻ yếu, bốn đại cao thủ, đều có thần hoàng cửu trọng chiến lực, đại chiến hết sức kịch liệt. Bất quá cuối cùng có một thanh niên thực lực cao hơn một bậc, ở bỏ ra một điểm thương thế về sau, người thứ nhất xông tới thanh đồng khôi giáp trước. Là của ta. Thanh niên kia đại hỉ, một thanh hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới. Nhưng là, làm cái này thanh niên bàn tay gần sát thanh đồng khôi giáp thời điểm, thanh đồng khôi giáp lại tản mát ra một cỗ cường đại chấn động, nhất cử đem thanh niên kia bắn ra ngoài. Thanh niên kia, liên tục lui về sau vài chục bước, không thể tưởng tượng nổi gầm thét, làm sao có thể. Mà những người khác ba người lại lớn vui, đứa tử kia vượt lên trước một bước, cũng chộp tới thanh đồng khôi giáp, nhưng là cũng bị thanh đồng khôi giáp bắn ra một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Một lần này, để còn dư lại hai người đều là sững sờ, dừng lại thân hình. Chẳng lẽ cái này khôi giáp biết chọn tuyển người? Một người trong đó nói. Thử trước một chút lại nói. Người thứ ba dậm chân mà lên, hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới, những người khác không có ngăn cản. Bất quá, người thứ ba cũng đồng dạng bị thanh đồng khôi giáp bắn ra một cỗ lực lượng bắn bay. Liên tục ba người đều là dạng này, để người thứ tư đều không có cái gì lòng tin, nhưng là không thử một chút nhất định là không cam tâm, hắn dùng hết toàn lực, hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới, nhưng lại y nguyên bị đẩy lùi. Ta cũng không tin. Cái thứ nhất bị đẩy lùi thanh niên kia giống to, không cam tâm liền thất bại như vậy, tiếp tục hướng về thanh đồng khôi giáp chộp tới, nhưng là kết quả cùng trước đó là giống nhau, đồng dạng bị đẩy lùi, bất quá lại không có cái gì tổn thương. Tiếp đó, mấy người khác đều thử qua một lần, kết quả cũng giống nhau, đều là bị đẩy lùi. Mà lúc này, Lục Minh đã sớm bước lên giai đoạn thứ tư cầu thang. Giai đoạn thứ tư cầu thang, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Làm Lục Minh đạp vào giai đoạn thứ tư cái thứ nhất bậc thang thời điểm, trong lúc đó, trong đầu của hắn, hiện ra một tôn to lớn ác ma. Tôn này ác ma, vô cùng kinh khủng, tàn mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Đây chẳng lẽ là một tôn ma chủ? Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. To lớn ác ma ánh mắt như điện, hướng về Lục Minh, hét lớn một tiếng, bản ma chủ cút xuống cho ta. Trong tiếng hét vang, mang theo uy áp kinh khủng, phảng phất tất cả sinh linh ở tại trước mặt, đều muốn quỳ xuống. Đồng thời, còn có một cổ lực lượng cường đại, tác dụng ở Lục Minh trên thân. Lục Minh thân thể run lên, đã nhận lấy áp lực cực lớn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Lục Minh cản lại. Hô, thật là mạnh uy áp. Lục Minh trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này to lớn ác ma tán phát uy áp, không chỉ có tác dụng tại tâm linh bên trên, còn tác dụng tại trên thân thể. Là tâm linh cùng thân thể song trọng uy áp. Thực lực không mạnh, tâm trí không vững định, không có không sần lòng, chỉ ta vô địch khí khái, liền sẽ tại cỗ uy áp này phía dưới khuất phục. Nhưng là Lục Minh thế nhưng là cấm kỵ chi thể, được chuyện cấm kỵ, há có thể khuất phục người khác. Coi như đối phương là một tôn ma chủ cấp tồn tại, hắn đều sẽ không khuất phục. Trên trời dưới đất, không ai có thể để cho ta khuất phục, ma chủ cũng giống vậy. Lục Minh tâm lý giống to, bộ pháp vô cùng kiên định, một bước lên cái thứ hai cầu thang. Ở cái thứ hai trên cầu thang, trong đầu hắn, tôn kia to lớn ác ma tiếp tục giống to cút xuống. Lần này uy áp, so với một lần trước càng mạnh. Lục Minh thân thể rung động càng thêm lợi hại, ngay cả trái tim, đều run rẩy lên. Nhưng, Lục Minh trong mắt,
Tràn ngập vẫn là không sần lòng, vĩnh viễn không lùi bước quang mang. Đụng, hắn lại một bước bước lên. Cái thứ ba cầu thang, cái thứ tư cầu thang, cái thứ năm cầu thang. Lục Minh liên tục dậm chân, liên tục bước lên cái thứ sáu cầu thang. Cầu thang càng lên cao, tôn kia to lớn ác ma tán phát vi áp lại càng khủng bố. Cuối cùng, cho Lục Minh một loại ảo giác, thật giống như hắn thật ở đối mặt một tôn chân chính ma chủ một dạng. Chủ cấp tồn tại, tuyệt đối là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp cao thủ, bất kỳ một cái nào, đều có thể xưng chi là chúa tể một phương. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ bên trong, trừ bỏ thiên cung, chỉ có xếp hạng thứ 100 chủng tộc, mới có chủ cấp tồn tại tọa chấn. Hơn nữa rất nhiều loài tộc, đều chỉ có như vậy một cái, xem như hạch tâm nhất lực lượng, bình thường sẽ không xuất thủ. Loại nhân vật này, không hề nghi ngờ, đã đứng ở ước vạn sinh linh đỉnh phong, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Nhân vật như vậy uy áp, là hết sức đáng sợ, hắn nếu như cố ý tản mát ra uy áp, người bình thường ở tại trước mặt, ngay cả đứng cũng không vững, sẽ sợ hãi quỳ gối trước mặt. Đương nhiên, cái này trên cầu thang xuất hiện ma chủ uy áp, không thể nào là một cái ma chủ toàn thịnh uy áp, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bằng không thì, coi như Lục Minh trong lòng chí kiên định, không sờn lòng cũng không chịu nổi. Đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Cho dù như thế, Lục Minh đã nhận lấy áp lực cực lớn. Đụng. Ngay sau đó, Lục Minh bước ra một bước, đạp ở cái thứ bảy trên cầu thang. Cái này bậc thang ma chủ uy áp, càng thêm khủng bố, Lục Minh thân thể lớn trận, lỗ chân lông rịn ra giọt giọt máu tươi. Đáng sợ nhất là tâm hồn bị áp lực, so thân thể càng thêm to lớn. Lục Minh cảm giác mình chính là một con kiến, ở ngưỡng mộ một đầu thần long. Một cỗ cảm giác bất lực từ tâm lý tràn ngập ra, hắn tâm lý sinh ra một loại không thể chiến thắng, không cách nào chiến thắng ý nghĩ. Không, đối phương cho dù là mạnh, đó cũng là tạm thời, chỉ cần ta từng bước một, kiên định đi lên phía trước, sớm muộn sẽ đuổi kịp đối phương, thậm chí đem đối phương dẫm ở dưới chân. Ta mới vừa tu luyện thời điểm, đế nhất võ hoàng cao cao tại thượng, phảng phất không thể chiến thắng, nhưng cuối cùng, còn không phải chết trên tay ta. Về sau tiến về thiên giới, lại cảm thấy ta thần tộc không cách nào chiến thắng, thần linh không thể địch nổi, nhưng cuối cùng còn không phải bị ta đánh bại. Đi tới hồng hoang vũ trụ về sau, lại cảm thấy thần vương không cách nào địch nổi, nhưng còn bây giờ thì sao? Thần vương ở trước mặt ta tính là gì? Chỉ cần cho ta thời gian, thần chủ ma chủ thiên quân, hết thảy ở thua trong tay của ta bên trên. Lục Minh tâm lý giống to, lúc đầu có chút dao động ánh mắt, lại một lần nữa trở nên kiên định bất khuất. Hắn một đường đi tới, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, đã đánh bại quá rất mạnh địch, đi qua quá nhiều quanh co con đường. Hắn tâm trí, hắn vô địch tâm niệm, đã sớm kiên định không thay đổi. Hắn mạnh mẽ chống đỡ cái thứ bảy bậc thang uy áp, lại bước ra một bước, bước lên cái thứ tám cầu thang. Qua một phen cố gắng, chống đỡ cái thứ tám bậc thang uy áp, bước lên cái thứ chín cầu thang. Cái thứ chín bậc thang uy áp, thực sự quá kinh khủng, phảng phất một tôn chân chính ma chủ hiện thân, khủng bố vô biên áp lực, để Lục Minh kém chút quỳ xuống, lần này là kém chút quỳ xuống. Hai chân đều uốn lượn đi xuống, mặt ngoài thân thể, không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra. Hắn thậm chí cảm giác, cả người xương cốt, đều xuất hiện từng đầu khe hở. Ta sẽ không khuất phục. Lục Minh ngửa mặt lên trời thét dài, trợn mắt tròn xoe, mái tóc dài màu đen cuốn lên, lúc đầu cong thân thể, lại thẳng lên. Đụng. Lục Minh run rẩy nâng chân phải lên, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, rốt cục một bước bước lên bình đài. Làm Lục Minh vừa bước lên bình đài thời điểm, trong đầu hắn tôn kia to lớn ác ma thân ảnh, trực tiếp biến mất, tác dụng ở Lục Minh trên người cùng trong lòng uy áp, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Bịch một tiếng, Lục Minh trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, há mồm thở dốc. Vừa nãy là ở quá mệt mỏi. Một hồi lâu, Lục Minh mới tỉnh lại, hướng về phía dưới nhìn tới. Phía dưới, Đông Nguyên Thanh sáu đại cao thủ, còn ở đệ tam bậc thang, tiếp nhận ma hỏa khảo nghiệm. Bọn họ có thể có thành tựu hiện tại, tự nhiên không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, nhà ấm bên trong đóa hoa, là không thể nào có thành tựu như vậy, bọn họ một đường đi tới, đã trải qua quá nặng nặng gặp trắc trở, ý chí lực cũng phi thường cứng cỏi. Giờ phút này, bọn họ đều đi tới đoạn thứ ba bậc thang cái thứ 9 trên cầu thang. Mặc dù cảm giác hết sức gian nan, nhưng cuối cùng, bọn họ nhao nhao đặt chân cái thứ ba bình đài, sau đó, ánh mắt của bọn hắn, nóng bỏng nhìn qua một bộ kia hoàng kim khôi giáp. Sau đó, lại khá là kiêng kỵ dò xét hai bên. Bọn họ có 6 người, nhưng hoàng kim khôi giáp, chỉ có một bộ, làm sao phân chia. Nơi này khôi giáp, tựa hồ sẽ tự chủ chọn lựa đối tượng, vừa rồi phía dưới thanh đồng khôi giáp, các ngươi cũng nhìn thấy,
chúng ta coi như cạnh tranh, rất có thể cũng vô dụng, không bằng thay phiên qua thử đi, làm sao? Đông Nguyên Thanh đề nghị. A, người nào cái thứ nhất đây? Bố Nam thản nhiên nói. Hiện trường lại trầm mặc xuống. Ai cũng nghĩ người thứ nhất lên đi. Nói thật, bọn họ 6 người thiên phú thực lực đều không khác mấy, ai có thể so với ai khác yếu. Hoàng Kim Khôi Giáp chọn một người trong đó, liền có khả năng cũng sẽ lựa chọn những người khác. Ai cũng không nghĩ rớt lại phía sau tại những người khác. Thế này, chúng ta rút thăm quyết định ai người thứ nhất đi lên, nếu như chúng ta tầm đó giao thủ, có chỗ tổn thương, tiện nghi là ác ma. Đông Nguyên Thanh đề nghị. Tốt, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Mấy người khác sau khi suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Bọn họ là thiên cung bên này đỉnh cấp chiến lực, nếu là bởi vì Hoàng Kim Khôi Giáp lẫn nhau đại chiến, có chỗ tổn thương, đối thiên cung bên này đều rất bất lợi, đây không phải bọn họ nguyện ý thấy, cho nên dứt khoát lựa chọn rút thăm phương thức. Rất nhanh, rút thăm hoàn thành. Ha ha, ta là cái thứ nhất. Bố Nam cười to. Hắn rút thăm rút đến người thứ nhất lên đi thử, cái này khiến hắn cuồng hỉ. Bính bính. Hắn dậm chân tiến lên, đi tới Hoàng Kim Khôi Giáp trước mặt, vận chuyển lực lượng toàn thân, bàn tay chộp tới Hoàng Kim Khôi Giáp. Ông. Lập tức, Hoàng Kim Khôi Giáp chấn động nhẹ nhẹ lên, một cổ lực lượng cường đại hiện lên mà ra, trực tiếp đem Bố Nam đánh hướng về phía sau nhanh lùi lại. Không có khả năng, làm sao có thể. Bố Nam giống to, có chút khó có thể tiếp nhận, bản thân thế mà thất bại. Ta không tin, ta muốn thử một lần nữa. Bố Nam giống to, muốn xông lên nữa, nhưng là trước mặt hắn, đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người, cường đại khí tức tuôn hướng hắn. Bố Nam, ngươi nghĩ trái với ước định. Ma tộc vị kia yêu nghiệt lạnh lùng nói. Bố Nam chỉ có thể ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng là ở trước mặt những người này, hắn kiêu hành không nổi, những người này mỗi một cái đều là đến từ thập cường chủng tộc tuyệt thế yêu nghiệt, thân phận địa vị, không yếu hơn hắn. Đông Nguyên Thanh mặc dù không phải đến từ thập cường chủng tộc, nhưng cũng là thế giới thần quy nhất tộc yêu nghiệt. Thế giới thần quy phù văn trận pháp nhất đạo, thiên hạ vô song, mặc dù không phải thập cường chủng tộc, nhưng là xếp hạng 15, thân phận địa vị cũng không thể so bọn họ kém bao nhiêu. Những người này, cũng không sợ hắn. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Đến phiên ta. Cái thứ hai, là đấu chiến thánh tộc cái vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, hắn dậm chân mà ra, đi tới Hoàng Kim Khôi Giáp phía trước, cũng một thanh bắt tới. Đấu chiến thánh tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cũng vồ một cái về phía Hoàng Kim Khôi Giáp, nhưng là kết quả cùng Bố Nam một dạng, cũng bị bắn ra ngoài. Người thứ hai, thất bại. Cứ như vậy, mấy người khác sắc mặt cũng có chút khó coi xuống tới. Bố Nam cùng đấu chiến thánh tộc yêu nghiệt, thiên phú chiến lực, đều không thể so bọn họ yếu, đều liên tiếp thất bại, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn thất bại? Cái thứ ba, Đông Nguyên Thanh, thất bại. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Cuối cùng, 6 người thay phiên đi lên, không ngoài dự tính, toàn bộ thất bại. Đây là có chuyện gì? Đạo kia những khôi giáp này, cũng không thể lấy được. Bố Nam không cam lòng nói. Cho tới bây giờ, đều còn không có người nào lấy được khôi giáp. Trước đó thanh đồng khôi giáp, cũng không có người nào thành công. Nhưng nếu như lấy không được, thiên cung thần chủ cấp nhân vật, bố trí xuống dạng này tạo hóa chi địa, còn có ý nghĩa gì? Tiếp đó, Bố Nam đám người không cam tâm, lại thay phiên thử qua một lần, nhưng y nguyên toàn bộ thất bại. Lúc này, bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn lên, nhìn về phía Lục Minh. Bọn họ muốn nhìn một chút, Lục Minh có thể thành công hay không? Thế mà đều thất bại. Lục Minh nhìn cũng khá là kinh ngạc, trong lòng nhất thời có chút không chắc lên. Bởi vì hắn có chút đoán không được chuyện gì xảy ra, sẽ không uổng công một chuyến A. Bất quá tất nhiên tất cả lên, tự nhiên muốn thử một lần. Hiện tại Lục Minh đã gần như hoàn toàn khôi phục, đứng dậy hướng về Tử Kim Khôi Giáp đi đến. Cấm kỵ chi lực bao trùm toàn thân, bàn tay hướng về Tử Kim Khôi Giáp chộp tới. Làm Lục Minh bàn tay tới gần tím kim sắc khôi giáp thời điểm, cảm giác được Tử Kim sắc khôi giáp tản mát ra một tia chấn động nhẹ nhẹ, có một cỗ lực lượng tuôn hướng hắn. Nhưng là cỗ này lực lượng khẽ dựa gần bàn tay của hắn, lập tức rụt trở về, vô ảnh vô tung biến mất. Lục Minh một phát bắt được Tử Kim sắc khôi giáp, đem khôi giáp chộp trong tay. Lấy được. Phía dưới, Đông Nguyên Thanh đám người trố mắt đứng nhìn. Đáng giận. Đặc biệt là Bố Nam, tâm lý phi thường khó chịu. Bọn họ liền Hoàng Kim khôi giáp đều lấy không được, Lục Minh lại ngay cả đẳng cấp cao hơn Tử Kim khôi giáp, đều dễ dàng cầm tới, lập tức phân cao thấp. Muốn hay không sử dụng đây? Cầm tới Tử Kim khôi giáp về sau,
Lục Minh lại bối rối. Đây chính là thiên quân lưu lại khôi giáp, hắn mặc vào mà nói, liền muốn ở khôi giáp bên trong đưa vào cấm kỵ chi lực, có thể hay không bị thiên quân cảm ứng được. Kỳ thật ngươi không cần như vậy xoắn suýt, nếu như thế này dễ dàng sẽ bị cảm ứng được, phi hoàng làm sao sẽ để cho ngươi tới thiên cung, lại thế nào dám để cho ngươi tới thiên cung. Cấm kỵ chi lực trừ phi tự mình tiếp xúc, không dễ dàng như vậy cảm ứng được. Cốt ma nói. Nói cũng đúng. Lục Minh gật gật đầu. Thiên quân cấp nhân vật, thực sự quá kinh khủng, đối mặt nhân vật như vậy, Lục Minh cẩn thận một chút cũng là khó tránh khỏi. Lập tức, Lục Minh đem cấm kỵ chi lực, đưa vào tử kim sắc khôi giáp bên trong. Lập tức, tử kim sắc khôi giáp tản mát ra đoạn mục quang huy, hóa thành một đạo tím bầm quang mang, bay đến Lục Minh trên người. Lục Minh mặt ngoài thân thể, lập tức xuất hiện một bộ tử kim sắc khôi giáp, đem hắn toàn thân bao phủ. Cỗ này lực lượng, Lục Minh cảm giác được, giờ phút này trong thân thể của hắn, xuất hiện vô cùng cường đại lực lượng. Cỗ này lực lượng, là tử kim sắc khôi giáp mang tới, giờ phút này, Lục Minh có một loại cảm giác, phảng phất một quyền có thể đem một vị thần đế đánh chết tươi. Eugene, rất chờ mong lần nữa đánh với ngươi một trận. Lục Minh nói nhỏ, chiến ý cường thịnh. Thật thành công. Những người khác nhìn thấy Lục Minh mặc vào tử kim sắc khôi giáp, uy phong lẫm liệt, vừa mừng vừa sợ, vừa ghen tị. Ghen ghét là rất dễ hiểu. Vui chính là, Lục Minh dù sao cũng là thiên cung bên này, hiện tại có được đẳng cấp cao nhất khôi giáp, bọn họ cùng ác ma một trận chiến, phần thắng tăng nhiều. Cái này dù sao cũng là chuyện tốt, đồng thời cũng mang đến một cái tín hiệu, những khôi giáp này, là có thể thu lấy, trước đó thất bại, khẳng định có chỗ nào không đúng. Mà giờ khắc này, Lăng Vũ Vi cùng đấu thần Nguyên Văn, đã tới cái thứ hai bình đài. Đi tới cái thứ hai bình đài về sau, đấu thần Nguyên Văn nhìn một chút bạch ngân khôi giáp, lại nhìn một chút phía trên hoàng kim khôi giáp, dứt khoát mà hiểu tiếp tục dậm chân hướng lên trên, hướng về cái thứ ba bình đài đi. Mà Lăng Vũ Vi, suy tư một chút, không có tiếp tục hướng lên trên. Nàng biết rõ, so thiên phú, nàng khẳng định không phải đấu thần Nguyên Văn đối thủ. Qua nàng mới vừa quan sát, những khôi giáp này rất có thể sẽ lựa chọn thiên phú cao người, cùng chiến lực quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Điểm này, từ Đông Nguyên Thanh, bố nam đám người thất bại, đó có thể thấy được một hai. Nàng nếu như cùng đấu thần Nguyên Văn cạnh tranh, khả năng không phải đấu thần Nguyên Văn đối thủ, cho nên nàng dứt khoát lưu tại cái thứ hai bình đài, sau đó hướng về bạch ngân khôi giáp đi đến, xòe bàn tay ra chộp tới bạch ngân khôi giáp. Cùng Lục Minh chụp vào tử kim khôi giáp thời điểm một dạng, bạch ngân khôi giáp vừa bắt đầu tản mát ra một tia chấn động, sau đó chấn động liền biến mất, bạch ngân khôi giáp bị nàng chộp trong tay. Thành công! Những người khác khiếp sợ trừng to mắt. Lại thành công một cái. Đông Nguyên Thanh, bố nam đám người, ước ao ghen tị a. Bọn họ lấy không được hoàng kim khôi giáp, hiện tại bạch ngân khôi giáp lại bị cầm đi, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể đi lấy thanh đồng khôi giáp? Bọn họ không cam tâm, lại đi thử nghiệm cầm hoàng kim khôi giáp. Có thể kết quả sau cùng, vẫn là thất bại. Rất hiển nhiên, có thể thành công, đều là duy nhất một lần thành công, một lần không thể thành công, vậy khẳng định là không vui. Đụng, đụng, đụng. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, đấu thần Nguyên Văn, y nguyên hướng về cái thứ ba bình đài đi, ma hỏa bao phủ ở hắn toàn thân, lại không thể ma diệt hắn ý chí cùng chiến ý. Cuối cùng, hắn bước lên cái thứ ba bình đài, hướng về hoàng kim khôi giáp đi đến. Bố nam đám người, không có đi ngăn cản. Đấu thần Nguyên Văn bắt lại hoàng kim khôi giáp, cũng không có bị đẩy lùi, bị hắn thành công bắt được. Thành công! Quả nhiên, cùng thiên phú có quan hệ rất lớn sao? Có người nói nhỏ. Đấu thần Nguyên Văn thiên phú, bọn họ tự nhiên là biết đến, lúc trước chuẩn hoàng top 100 bảng đệ nhất, tuyệt thế vô song nhân vật. Đương nhiên, cái này khảo nghiệm, cũng không phải hoàn toàn quyết định bởi với thiên phú, chiến lực cũng là một phần trong đó. Không có nhất định chiến lược, liền ngoại vì những cái kia ma sát chi khí ngưng tụ ác ma, đều xông không qua. Hơn nữa giai đoạn thứ nhất cầu thang, chính là khảo nghiệm chiến lược. Tối thiểu cũng cần thần hoàng cửu trọng chiến lược, mới có thể thông qua giai đoạn thứ nhất cầu thang. Không có nhất định chiến lược, thiên phú lại cao hơn, cũng là vô dụng. Kể từ đó, tử kim, hoàng kim, bạch ngân, ba bộ khôi giáp, đều có chủ nhân. Hiện tại, chỉ còn lại có một bộ thanh đồng khôi giáp. Đông Nguyên Thanh sáu người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hướng về phía dưới phóng đi. Bọn họ dọc theo giai đoạn thứ ba cầu thang hướng phía dưới phóng đi, lập tức, trên cầu thang có ma hỏa lan tràn ra. Bất quá, từ trên hướng xuống, ma hỏa uy lực dần dần biến yếu, bọn hắn tốc độ thật nhanh, rất mau tới đến cái thứ hai bình đài,
Sau đó tiếp tục hướng xuống, đi tới cái thứ nhất bình đài phía trên. Cái thứ nhất bình đài phía trên cái kia bốn vị thanh niên, vội vàng lui lại. Xuất thủ một lượt đi, ai có thể cầm tới, chính là của người đó. Đông Nguyên Thanh nói, vồ một cái về phía thanh đồng khôi giáp. Năm người khác, cũng đồng thời xuất thủ, chộp tới thanh đồng khôi giáp. Sáu cái thanh niên thiên kiêu, cùng một chỗ chụp vào thanh đồng khôi giáp, ở bắt được trong nháy mắt, thanh đồng khôi giáp kịch liệt rung động, có một cổ lực lượng cường đại bắn ra. Bá bá bá. Sáu cái thanh niên thiên kiêu, một cái tiếp một cái bị đẩy lui. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ sáu cái thanh niên thiên kiêu, không một người có thanh đồng khôi giáp? Không đúng, bị đẩy lui nhưng thật ra là năm người, còn có một người thân hình không động. Là cái kia đấu chiến thánh tộc Yêu Nghiệt, hắn tóm lấy thanh đồng khôi giáp, đón lấy, thanh đồng khôi giáp hóa thành một đạo quang mang, bao trùm ở trên người hắn. Trên người hắn, hiện ra một kiện thanh đồng sắc chiến giáp, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Là đấu thần nguyên không, hắn thành công. Lợi hại, đấu chiến thánh tộc không hổ là lấy chiến, nổi tiếng chủng tộc, không chỉ có hiếu chiến, chiến lực cũng không xong, thanh đồng khôi giáp, cuối cùng lựa chọn đấu thần nguyên không. Có ít người kinh hô, phi thường hâm mộ. Bố Nam, Đông Nguyên Thanh đám người trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Lần này tạo hóa chi địa bốn kiện khôi giáp, bọn họ thế mà một kiện đều không có đạt được, thật sự là có chút mất mặt. Bốn kiện khôi giáp, đẳng cấp cao nhất tử kim khôi giáp, bị Lục Minh lấy được. Gần với tử kim khôi giáp hoàng kim khôi giáp, bị đấu thần Nguyên Văn lấy được. Bạch ngân khôi giáp, bị Lăng Vũ Vi lấy được, đẳng cấp thấp nhất thanh đồng khôi giáp, rơi ở trong tay đấu thần Nguyên không. Cứ như vậy, bốn kiện khôi giáp bị bốn người chia cắt. Ầm ầm. Làm đấu thần Nguyên Văn lấy được thanh đồng khôi giáp về sau, nơi này bậc thang rung động dữ dội lên, sau đó vỡ nát ra, hóa thành năng lượng biến mất. Dưới cầu thang những cái kia ma sát chi khí cùng từ ma sát chi khí ngưng tụ ra ác ma, cũng toàn bộ biến mất. Phiến địa vực này, trở nên cùng địa phương khác một dạng, chỉ là một mảnh thông thường nham thạch địa vực. Quá tốt rồi. Chung quanh, rất nhiều người lộ ra phấn chấn. Lần này thần chủ lưu lại bốn kiện khôi giáp, bị toàn bộ chiếm được, đây tuyệt đối là kết cục tốt nhất. Mục Vân, đấu thần Nguyên Văn, thế nào, các ngươi cảm giác có thể hay không đối phó được ác ma? Đông Nguyên Thanh ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh đám người. Ha ha ha, yên tâm, cái này khôi giáp có cường đại lực lượng, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng, coi như đối mặt cái kia Eugene, ta cũng có thể đem hắn đánh chết tươi. Đấu thần Nguyên Văn cười to, chiến ý cường thịnh. Nếu như đối phương cũng nhận được ma chủ lưu lại tạo hóa, liền không có dễ dàng như vậy đối phó, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hẳn là mau chóng hành động, tìm tới ác ma tung tích, tốt nhất có thể thừa dịp đối phương còn không có đạt được ma chủ lưu lại tạo hóa, liền diệt sát đối phương. Lúc này, Lục Minh mở miệng. Trong lòng mọi người chấn động, tỉnh táo lại. Đúng vậy, bọn họ mặc dù chiếm được thần chủ lưu lại tạo hóa, nhưng là ác ma bên kia, cũng có ma chủ lưu lại tạo hóa. Nếu là đối phương, cũng là ma chủ lưu lại tạo hóa toàn bộ lấy được, mà ác ma bản thân thực lực liền mạnh hơn bọn họ. Vậy bọn hắn liền nguy hiểm, như thường phải rơi vào hạ phong. Không sai, phải nhanh một chút tìm tới ác ma. Lập tức liền hành động. Đám người ngươi một lời ta một câu. Chuyện tìm người, liền giao cho ta thế giới thần quy nhất tộc A. Đông Nguyên Thanh mở miệng, đám người tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Lập tức, Đông Nguyên Thanh mang theo mấy cái khác thế giới thần quy thiên kiêu, rời khỏi nơi này. Thế giới thần quy nhất tộc, tinh thông phù văn trận pháp nhất đạo. Đi dò xét ác ma tung tích, không thể thích hợp hơn. Đông Nguyên Thanh đám người rời đi, đám người liền ở tại chỗ chờ đợi. Đặc biệt là mới vừa có chút xong cầu thang bị thương, vừa vặn dành thời gian chữa thương. Này một chờ, chính là một ngày thời gian. Bỗng nhiên, nơi xa có bóng người lấp lóe, đám người xem xét, là Đông Nguyên Thanh thân ảnh. Đám người biết rõ, hơn phân nửa là có ác ma tin tức. Chư vị, tìm tới ác ma, hơn nữa ác ma tựa hồ cũng đang tìm kiếm chúng ta. Đông Nguyên Thanh nói. Cái gì, ác ma cũng đang tìm kiếm chúng ta, nói như vậy, ác ma cũng đã được đến ma chủ lưu lại tạo hóa, muốn mau sớm tìm tới chúng ta, diệt sát chúng ta. Có người kinh hô. Ác ma đang tìm kiếm bọn họ, rất hiển nhiên là cùng bọn họ đánh lấy một dạng chú ý. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải tin tức tốt. Đích xác, ác ma khẳng định cũng đã được đến ma chủ lưu lại tạo hóa. Đông Nguyên Thanh nói, ngươi có biết hay không, ác ma có hay không đem ma chủ lưu lại tạo hóa, toàn bộ lấy được? Có người hỏi, điểm này, cũng không biết. Đông Nguyên Thanh lắc đầu.
Cái này khiến rất nhiều người tâm lý ngưng trọng. Nếu như ác ma bên kia, cũng là ma chủ lưu lại tạo hóa toàn bộ lấy được, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Còn muốn đi một trận chiến sao? Hiện tại hai bên tạo hóa chi địa, đều đã bị lấy được, đã không có lo lắng, chúng ta đã là trạng thái mạnh nhất, nếu như bây giờ còn không địch lại, vậy chúng ta liền bại định, cùng hắn ở nơi này lo lắng sợ hãi, còn không bằng đi cùng ác ma quyết nhất tử chiến. Lục Minh thanh âm vang lên. Không sai, biết đánh nhau hay không qua, đi đánh qua chẳng phải sẽ biết, nếu là đối phương so chúng ta mạnh, coi như chúng ta trốn cũng vô dụng, sớm muộn phải bị đối phương tìm tới đánh giết. Đấu thần Nguyên Văn cũng kêu lên. Không sai, đi giết hắn lạnh. Cùng đối phương liều. Những người khác cũng gầm lớn. Mặc dù trong đó có chút nhát gan, giờ phút này cũng không thể không kiên trì, tiến về đánh một trận. Tựa như Lục Minh nói tới, hiện tại tạo hóa chi địa đã được đến, đằng sau chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực, lo lắng đã biến mất. Đông Nguyên huynh, ác ma ở nơi nào? Lục Minh hỏi. Đi theo ta. Đông Nguyên Thanh nói, quay người đạp không đi. Lục Minh đi đầu dậm chân mà ra, đi theo Đông Nguyên Thanh, những người khác cũng nhao nhao khởi hành. Bọn họ một mực hướng về phía tây phi hành, trùng trùng điệp điệp, cũng không có ẩn núp ý tứ. Rất nhanh, tung tích của bọn hắn cũng bị ác ma người phát hiện. Thiên cung người dám tới, xem ra là chiếm được thiên cung lưu lại tạo hóa, Eugene, chúng ta làm sao bây giờ? Có ác ma thiên kiêu hỏi Eugene. Hiện tại còn có thể làm sao? Hiện tại đã không có đường lui, chỉ có cùng thiên cung người quyết tử chiến một trận, nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ xuất phát, đi diệt sát thiên cung tạp chủng. Eugene giống to. Giết, giết sạch thiên cung tạp chủng. Giết. Chúng ác ma giống to, ma sát chi khí trùng thiên, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí đánh tới. Lục Minh bọn họ một đường phi hành, sau một thời gian ngắn. Đến. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía trước. Phía trước, ma sát chi khí trùng thiên, như sóng chiều đồng dạng, cuồn cuộn mà đến. Không lâu sau đó, nhóm lớn ác ma xuất hiện, khoảng chừng gần hơn 3.000 người. Ác ma lúc tiến vào, có gần 4.000 người, bởi vì có Eugene nguyên nhân, cho nên ác ma tổn thất cũng không có thiên cung bên này lớn như vậy. Thiên cung bên này, 1.500 người cũng chưa tới. Nhân số song phương, trọn vẹn chênh lệch một nửa, cái này khiến thiên cung bên này người, sắc mặt hơi trắng bệch. Có chút người nhát gan, tâm lý có chút bỡ ngỡ. Nhưng bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể một trận chiến. Giết! Ác ma bên kia, nhìn thấy Lục Minh bọn họ về sau, phát ra đinh tai nhức óc hống khiếu, ma khí trùng thiên, ác ma cánh vỗ, hướng về Lục Minh bọn họ bay tới. Đại quân ác ma, mang theo cuồn cuộn ma khí, đánh tới Lục Minh bọn họ. Trong đó, có 3 người đặc biệt nhất. Bởi vì 3 người này, phân biệt mặc một bộ huyết hồng sắc ma giáp. Ma giáp phía sau, có năng lực lượng tạo thành ác ma cánh kéo dài mà ra. Trong đó, một người phía sau, là một đôi ác ma cánh, một người là 2 đôi ác ma cánh, một người là 3 đôi ác ma cánh. Loại này cánh, là huyết hồng sắc ma giáp một bộ phận, cũng không phải là bọn họ bản thân ác ma cánh. Trong đó, 3 đôi ác ma cánh, chính là Eugene. Xem ra, loại này huyết hồng sắc ma giáp, chính là ác ma tạo hóa, ác ma cánh càng nhiều, đẳng cấp càng cao, không biết Eugene lấy được, có phải hay không ác ma tạo hóa bên trong tốt nhất. Lục Minh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, thân hình cũng không ngừng, xông về phía trước. Xông lên A, thiên cung bên này người cũng gầm lớn, hướng về ác ma vọt tới. Trong đó, Lục Minh cùng Eugene tốc độ nhanh nhất. Tử kim sắc chiến giáp, đã sớm bao trùm ở Lục Minh toàn thân. Để Lục Minh thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Tiểu tử, hôm nay giết ngươi. Eugene trước tiên, theo dõi Lục Minh, trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Hắn trên người bộ kia huyết hồng sắc ma giáp tản mát ra kinh khủng huyết quang, nhưng hắn thoạt nhìn như một tôn sa cổ ma thần một dạng. Câu nói này chính là ta muốn nói, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi, Eugene. Lục Minh cũng lạnh lùng mở miệng. Hai người bọn họ tốc độ nhanh nhất, như hai đạo giống như sao băng vạch phá bầu trời. Sau đó oanh một tiếng, đụng vào nhau. Oanh! Thiên địa chấn động mãnh liệt, tử kim sắc quang mang cùng hào quang màu đỏ ngòm, chiếu sáng cả mảnh trời vũ, đều hai cái hành tinh đụng vào nhau sau đó nổ tung lên. Ai mạnh hơn? Giờ khắc này, mấy hồ tâm thần của mọi người, đều tập trung ở trên thân hai người. Lục Minh cùng Eugene thành bại, rất có thể liên quan đến thiên cung cùng ác ma cuối cùng thắng bại, không có người không chú ý. Bá! Sau một khắc, một bóng người hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Giờ khắc này, tất cả ác ma con ngươi kịch liệt biến lớn. Là Eugene.
Cái này lui về phía sau thân ảnh, lại là Eugene, cái này khiến vô số ác ma khiếp sợ không thôi. Mà thiên cung bên này người thì là cuồng hỉ. Lục Minh lấy được thượng phong, ác ma bên kia mạnh nhất tồn tại Eugene sẽ không lại đáng sợ như vậy. Thiên cung bên này người sợ nhất là ai, còn không phải Eugene. Nhưng hiện tại, ác ma người mạnh nhất Eugene bị Lục Minh đặt ở hạ phong, còn có cái gì có thể sợ? Giết a! Thiên cung bên này sĩ khí đại chấn, ngao ngao kêu to, đánh tới ác ma. Mà ác ma bên kia thì là sĩ khí suy yếu, đã không còn phía trước cường thịnh. Ngươi là của ta. Đấu thần Nguyên Văn người khoác hoàng kim chiến giáp, kim quang lập lòe, uy vũ bất phàm, chiến ý trùng tiêu, hắn lấy năng lượng ngưng tụ ra một thanh chiến qua, theo dõi ác ma người mặc huyết hồng sắc ma giáp, có hai đối ác ma cánh ác ma. Ác ma kia cũng giết hướng đấu thần Nguyên Văn, hai người đối oanh một chiêu, kết quả lại là ác ma kia thân hình nhanh chóng thối lui. Lại là ác ma rơi vào hạ phong, một lần này, thiên cung sĩ khí cường thịnh hơn, mà ác ma càng thêm yếu ớt. Ầm ầm. Thiên cung cùng ác ma bên này những người khác cũng đụng vào nhau, bạo phát kịch liệt chém giết. Không chung. Eugene, xem ra ngươi không có đạt được ma chủ lưu lại cao nhất tạo hóa à? Lục Minh cười lạnh. Ngươi, chẳng lẽ? Eugene khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh vốn là chiến lược so với hắn yếu, nhưng bây giờ lại có thể áp chế hắn, điều này hiển nhiên giải thích Lục Minh lấy được tạo hóa mạnh hơn hắn. Ngươi đoán không sai, ta được đến mạnh nhất tạo hóa, hôm nay người chết sẽ là ngươi. Lục Minh thanh âm lạnh lùng truyền ra, thân hình không ngừng đánh tới Eugene. Coi như ngươi lấy được mạnh nhất tạo hóa thì thế nào, ta là vô địch, ta như thường có thể đánh bại ngươi. Eugene cuồng hống, con mắt đỏ bừng như phát cuồng đồng dạng, đem tất cả lực lượng đều thôi động đến cực hạn đánh tới Lục Minh. Hai người cùng một chỗ đụng vào nhau, kịch liệt chém giết. Rầm rầm rầm. Hai người kịch liệt giao phong, điên cuồng chém giết, trong nháy mắt liền giao phong mười mấy hiệp. Đụng. Sau đó, Eugene thân ảnh hướng về phía sau nhanh lùi lại, đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Nhưng là sau một khắc, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, Eugene lại xông về Lục Minh, hai người tiếp tục chém giết. Nhưng là một lần này, mười chiêu còn chưa tới, Eugene thân thể liền nhanh lùi lại, lại một lần nữa đập vào trên mặt đất. Lần này, hắn từng ngốn thổ huyết. Hắn trên người huyết hồng sắc ma giáp, xuất hiện từng đầu vết sách, có một cái địa phương đều lõm vào, phá xuất một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Giết! Lục Minh thét dài một tiếng, cả người bị tử kim sắc quang mang bọc lấy, đáp xuống, đánh tới Eugene. Người còn chưa tới, kinh khủng kình lực, đã đem mặt đất đè nát ra. À! Eugene giống to, tự nhiên không cam lòng dạng này bị giết, vận chuyển toàn bộ lực lượng, phóng lên tận trời, cùng Lục Minh đối kháng. Oanh! Hai người trên không chung đối một chiêu. Nhưng lúc này, Eugene đã thụ thương, ngay cả huyết hồng sắc ma giáp đều xuất hiện tổn thương, chiến lực đại giảm, càng thêm đỡ không nổi Lục Minh công kích, hắn thân thể lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Lục Minh thế công không ngừng, phóng tới Eugene, song quyền liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Thời khắc này Eugene, căn bản là không có cách phòng ngự, Lục Minh nắm đấm, như mưa rơi một dạng rơi ở trên người hắn. Tốc độ quá nhanh, một cái hô hấp, Lục Minh liền đánh ra gần 100 quyền, toàn bộ đánh vào Eugene trên thân, nếu không phải có huyết hồng sắc ma giáp ngăn cản, Eugene sớm đã bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Cho dù dạng này, Eugene cũng bị trọng thương. Xoạt xoạt. Lúc này, Eugene trên người ma giáp xuất hiện vết rách càng nhiều, như đồ sứ phá toái thanh âm. Không. Eugene không cam lòng giống to, sau một khắc, hắn trên người ma giáp trực tiếp nổ tung đến, hóa thành mảnh vỡ, bốn phía bay loạn. Hắn ma giáp bị Lục Minh đánh bể. Không có ma giáp Eugene, hơn nữa lại là trọng thương trạng thái, ở Lục Minh trước mặt, như một con run rế một dạng. Lục Minh bàn tay một chảo, liền xé Eugene đầu lâu bắt lấy, tiếp lấy dùng sức bóp, Eugene đầu lâu, liền nổ tung. Eugene, chết. Đón lấy, Lục Minh đem Eugene ác ma linh huyết rút ra, dùng một cái bình ngọc chứa vào. Eugene, ở thần hoàng cảnh, thế nhưng là có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến tồn tại, thiên phú không kém gì đấu thần Nguyên Văn, loại này ác ma, tiềm lực quả thực vô hạn, không biết sẽ trưởng thành đến một bước nào, có thể đổi ác ma linh huyết, khẳng định cũng cao kinh người. Eugene chết. Giờ phút này, ác ma bên kia loạn. Eugene, một nhóm này ác ma mạnh nhất chiến lực, tối cường thiên kiêu, nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh mạnh mẽ đánh chết. Eugene người khoác ba đôi ác ma cánh ma giáp đều không địch lại, bọn họ há có thể địch. Tất cả ác ma, toàn thân phát lạnh,
chiến ý hoàn toàn không có. Như vậy một lần, Bỉ Thiên Cung nắm lấy cơ hội, bắt được sơ hở, nhất cử đánh giết nhiều người. Cái kia cùng đấu thần Nguyên Văn giao chiến ác ma, vốn là bị đấu thần Nguyên Văn hoàn toàn đè lên đánh, giờ phút này bị đấu thần Nguyên Văn nắm lấy cơ hội, một chiêu chém rơi đầu lâu, chết tại chỗ. Ác ma bên kia, cái kia người khoác một đôi ác ma cánh ma giáp ác ma, trước đó bị Lăng Vũ Vi để mắt tới, đồng dạng bị Lăng Vũ Vi đè lên đánh. Giờ phút này bị Lăng Vũ Vi một tiếng bắn thủng ma giáp, đánh giết tại giữa không trung. Bọn họ ma giáp, đều so Lăng Vũ Vi, đấu thần Nguyên Văn đám người thấp một cấp. Lục Minh bọn họ phỏng đoán, ác ma bên kia ma chủ lưu lại tạo hóa, đẳng cấp cao nhất, hẳn là bốn đôi ác ma cánh ma giáp, đối ứng Lục Minh lấy được tím kim sắc chiến giáp. Eugene ba đôi ác ma cánh ma giáp, đối ứng đấu thần Nguyên Văn lấy được hoàng kim chiến giáp. Hai đôi ác ma cánh ma giáp, đối ứng bạch ngân chiến giáp. Một đôi ác ma cánh ma giáp, đối ứng thanh đồng chiến giáp. Mà bây giờ, ác ma cùng Lục Minh bọn họ đối chiến, tất cả đều thấp một cái cấp bậc, như thế nào là Lục Minh bọn họ đối thủ? Tự nhiên bị nghiêng về một bên đánh giết. Ác ma bên này ba cái lấy được ma chủ tạo hóa người, toàn bộ bị giết, cái này khiến ác ma người bên kia sĩ khí yếu cực điểm. Rút lui. Đi a. Rất nhiều ác ma giống to, nhao nhao lui lại, không có mảy may chiến ý. Muốn đi. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, thân thể đột nhiên lướt ngang ra ngoài. Hắn hiện tại kích phát tử kim chiến giáp lực lượng, thực sự quá mạnh, phổ thông thần đế nhất trọng tồn tại, đều muốn bị hắn một quyền đấm chết, liên quan hắn tốc độ, cũng nhanh đến cực điểm. Thân hình hắn vừa mới động, sau một khắc, liền xuất hiện ở một tôn khôi ngô cao lớn ác ma trước người. Cái này ác ma, chính là đỉnh cấp ác ma thiên kiêu, cùng Đông Nguyên Thanh đám người là cùng một đẳng cấp. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh đột nhiên xuất hiện, dọa trong lòng run sợ, theo bản năng muốn lui lại, nhưng là làm sao có thể lui. Lục Minh bàn tay như đao, chém một cái mà ra, phá mở đối phương tất cả công kích và phòng ngự, đem đối phương chém thành hai nửa, đồng thời ác ma linh huyết bị hắn nắm ở trong tay. Sau một khắc, Lục Minh lại giết hướng một cái khác ác ma. Lục Minh chuyên môn chọn loại kia cao cấp nhất ác ma giết, một chiêu một cái, thời gian một hơi thở, mấy cái đỉnh cấp ác ma yêu nghiệt, liền bị đánh chết. Ta nhận thua. Chúng ta nhanh nhận thua à? Đúng, nhanh nhận thua. Giờ phút này, rất nhiều ác ma giống to. Chỉ cần đồng thời có 8 phần 10 ác ma nhận thua, bọn họ liền có thể không cần chết. Đến một bước này, tiếp tục chém giết tiếp, đã không có mảy may giá trị. Đối mặt Lục Minh mấy người mặc chiến giáp, bọn họ như run rế đồng dạng, căn bản là không có cách đối kháng, tiếp tục chém giết, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Còn không bằng dứt khoát nhận thua. Đúng, nhận thua, nhận thua. Nhanh nhận thua. Mặt khác ác ma cũng kịp phản ứng, giờ này khắc này, đã không lo được nhận thua về sau lại nhận ma chủ trừng phạt, chỉ muốn trước giữ được tính mạng. Rất nhiều ác ma, đều muốn kêu to nhận thua. Ông, giờ khắc này, Lục Minh toàn lực thôi động tử kim sắc chiến giáp, toàn thân tràn ngập sáng lạng quang huy, một cỗ kinh khủng lực lượng, không ngừng lan tràn mà ra, đem phương viên một mảng lớn phạm vi lồng chụp vào trong. Mảnh này phạm vi bên trong, tối thiểu có hơn ngàn ác ma. Bọn họ bị Lục Minh lực lượng áp chế, toàn thân đều muốn nổ tung đến, không chỉ có thân thể khó có thể động đậy, liền nói chuyện đều không nói được. Không thể nói chuyện, tự nhiên là không cách nào nhận thua. Những cái này ác ma lo lắng mặt đỏ dần, nhưng là, chính là kêu không được. Thiếu hơn ngàn ác ma nhận thua, coi như mặt khác ác ma toàn bộ nhận thua, đều vô dụng. Bởi vì, cần vượt qua 8 phần 10 ác ma nhận thua, mới tính thua. Giết a. Không muốn thả đi một cái ác ma. Thiên cung bên này giống to, không ngừng hướng về ác ma đánh tới. Đặc biệt là đấu thần Nguyên Văn, Lăng Vũ Vi, đấu thần Nguyên không ba người, người khoác chiến giáp, không người có thể địch, thân hình trùng sát mà qua, thì có số lớn ác ma bị đánh giết, số lớn ác ma linh huyết, rơi vào trong tay bọn họ. Chung quanh những người khác hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Phải biết những cái này ác ma, đều là ác ma bên trong nhân vật thiên kiêu A, tiềm lực đều rất mạnh. Từng cái ác ma linh huyết, đều giá trị kinh người. Bình thường muốn gặp được nhiều như vậy ác ma thiên kiêu, cơ hồ chuyện không thể nào. Lục Minh cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng đúng ác ma đại khai sát giới. Hơn ngàn ác ma thiên kiêu, bị hắn kích phát tử kim chiến giáp lực lượng áp chế, tự như dê đợi làm thịt, đảm nhiệm Lục Minh xâm lược. Lục Minh đấm ra một quyền, thì có nhóm lớn ác ma thiên kiêu bị đánh giết. Ác ma linh huyết bị Lục Minh lấy cường đại lực lượng hấp dẫn tới, thu sạch vào một cái trong dương ngọc. Lục Minh thân thể phát sáng, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, không có ác ma có thể sống.
Đối với ác ma, căn bản không có cái gì mềm lòng cùng hạ thủ lưu tình tất yếu, chỉ cần giết liền xong việc. Hơn ngàn cái ác ma thiên kiêu, cũng vẻn vẹn chỉ là một hồi mà thôi, liền bị Lục Minh toàn bộ giết sạch. Trọn vẹn hơn ngàn giọt ác ma linh huyết, rơi vào Lục Minh trong tay. Mà giờ khắc này, còn dư lại những cái kia ác ma thiên kiêu, cũng bị đấu thần Nguyên Văn, Lang Vũ Vi đám người giết không sai biệt lắm, cơ hồ không có chạy trốn. Ác ma đỉnh cấp lực lượng, bị Lục Minh giết sạch, đối mặt thiên cung thời điểm, căn bản chính là nghiêng về một bên, lại tăng thêm đấu thần Nguyên Văn đám người có được chiến giáp, chiến lược thực sự chênh lệch quá lớn, ác ma ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Phàm là đến một trận chiến ác ma, cơ hồ đều bị giết sạch. Ha ha ha, thắng lợi. Chúng ta thắng. Thiên cung rất nhiều người cười to, hưng phấn hết sức. Đặc biệt là qua trước đó bị Eugene đám người áp chế đuổi giết đám người kia, càng là hưng phấn, chàng này thắng lợi, đi tới quá khó khăn. Bọn họ trước đó còn một đường bị ác ma truy sát, hoàn toàn không phải là đối thủ, hàng ngày nơm nớp lo sợ, mỗi một lần nhớ tới, đều cảm thấy mình lần này giữ nhiều lành ít, không phải ác ma đối thủ, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, bọn họ liền thắng lợi, hơn nữa đem ác ma cơ hồ toàn diệt. Thắng lợi đến quá đột ngột. Thiên quân cùng chư vị đại nhân còn không có hiện thân, còn chưa kết thúc, giải thích còn có một số ác ma tán lạc tại các nơi, không có bị đánh giết, nhất định phải tìm ra những cái này ác ma, toàn bộ đánh giết, mới tính là chân chính thắng lợi. Đông Nguyên Thanh nói, đám người tỉnh táo lại, gật gật đầu. Đích xác, thắng lợi điều kiện, là giết sạch tất cả ác ma, hoặc là vượt qua 8 phần 10 ác ma nhận thua. Hiển nhiên, còn có ác ma sinh tồn, trước đó cũng không có theo tới. Những cái này tán lạc ác ma, cũng không biết ác ma đã thua, tự nhiên không tồn tại vượt qua 8 phần 10 nhận thua. Chúng ta từng nhóm đi lùng bắt ác ma, từng tấc tìm tới đi, phải tất yếu đem từng cái ác ma đều tìm đi ra. Tốt, cứ làm như thế. Đám người giống to, sau đó mười mấy người một đám, phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng đi, đi tìm ác ma đi. Lâm thời tinh cầu bên ngoài, trên trời cao, ác ma cùng thiên cung 12 vị chủ, cấp tồn tại đứng ở lâm thời tinh cầu hai bên, bọn họ ánh mắt như hàng tinh đồng dạng, đem lâm thời tinh cầu bên trong phát sinh sự tình, nhìn rõ rõ ràng ràng. Phế vật, một đám phế vật. Một tôn ma chủ quát lạnh, thanh âm băng hàn hết sức, thanh âm bên trong ẩn chứa làm cho người sợ hãi lửa giận. Mặt khác ma chủ, cũng kém không nhiều, mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên người ma hỏa cháy hừng hực, đem hư không hóa thành một phiến hỗn độn. Ánh mắt bên trong hỏa diễm, phảng phất biến thành hai vòng mặt trời. Ha ha ha, chư vị, xem ra là ta thiên cung thiên kiêu, hơn một chút, thiên địa đại mộ, đa tạ. Một vị thiên quân cười to, cho dù là lấy thiên quân vị trí, cũng nhìn không được kích động. Thiên địa đại mộ bên trong, thế nhưng là một tôn khủng bố tồn tại lưu lại, loại kia tồn tại thực lực, liền xem như thần chủ, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Loại kia tồn tại lưu lại địa phương, cho dù là chủ, cấp nhân vật, đều động tâm không thôi. Hừ, đáng giận. Sáu vị ác ma, chủ cấp nhân vật đều hừ lạnh, tâm lý cực kỳ khó chịu, thiên địa đại mộ bên trong, cũng chôn giấu lấy ác ma một cái cường giả cái thế, bọn họ cũng muốn lấy được a. Đáng tiếc, bọn họ lúc trước cùng thiên cung chủ cấp nhân vật đánh cược, lấy sinh mệnh bản nguyên lập xuống lời thề, lấy bọn hắn tu vi, còn không dám vi phạm, chỉ có thể đem bậc này đại cơ duyên, tặng cho thiên cung nhân vật. Bọn họ không cam tâm nữa cũng không dùng. Mặc dù bây giờ tỉ thí còn chưa kết thúc, nhưng là kết quả đã ra tới, đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Chính thức phân ra thắng thua, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia ra hỏa. Sáu vị ác ma ma chủ. Trong đầu hiện ra một thanh niên hình tượng, cái này thanh niên, chính là Lục Minh. Lần này ác ma sẽ bị thua, hoàn toàn là bởi vì Lục Minh. Nếu không phải Lục Minh chiếm được đẳng cấp cao nhất tử kim chiến giáp, đánh chết Eugene, ác ma căn bản không thua, thắng sẽ là Lục Minh. Cũng là bởi vì Lục Minh xuất hiện, mới để cho toàn bộ chiến cuộc xuất hiện nghịch chuyển tình huống. Bọn họ đem Lục Minh hình tượng, thật sâu ghi tạc trong đầu, về sau có cơ hội, bọn họ sẽ không để cho Lục Minh tốt hơn. Lâm thời tinh cầu bên trong, đuổi bắt đang tiếp tục. Lục Minh cũng tham dự đuổi bắt, những cái này ác ma thiên kiêu, đều là công huân điểm A, không cần thì phí. Ở công huân hối đoái điện bên trong, có thể tất cả đều là bảo vật, có vô số các loại các dạng bảo vật, toàn bộ cần công huân điểm. Công huân điểm, đó là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ở thiên cung đầy đất thước lùng bắt phía dưới, những cái kia ác ma, khẳng định giấu không được, một cái tiếp một cái bị tìm ra đánh giết. Nửa tháng sau, làm cái cuối cùng ác ma thiên kiêu bị đánh giết về sau,
Lục Minh bỗng nhiên cảm giác một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, sau một khắc, hắn thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Phía trên, có 12 tôn kinh khủng thân ảnh, đứng ở hư không, nhìn chăm chú lên bọn họ. 12 tôn này kinh khủng thân ảnh, tự nhiên là thiên cung cùng ác ma, chủ cấp nhân vật. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều người, tất cả đều là thiên cung thiên kiêu, ác ma, một cái đều không có. Đương nhiên không có, đều bị bọn họ giết sạch. Ha ha ha, tốt, các ngươi một lần này, biểu hiện rất tốt, các ngươi biểu hiện, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Trên bầu trời, truyền ra một đạo tiếng cười. Rất nhiều người lộ ra nét mừng, có thể bị thiên quân cấp nhân quan chú thích, đây là hết sức vinh quang. Các ngươi đã thua, còn không mang theo các ngươi ma tử ma tôn rời đi nơi này. Mặt khác một tôn thiên quân, đối ác ma ma chủ nói, thanh âm ầm ầm nổ vang, như thiên lôi một dạng. Đi! Ác ma ma chủ không lời nào để nói, thân thể khẽ động, thân hình trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Sáu cái ma chủ vô ảnh vô tung biến mất, không lâu sau đó, đại quân ác ma bắt đầu rút lui. Các ngươi rất tốt, đặc biệt là ngươi kêu Mục Vân đúng không? Trên bầu trời lại có một thanh âm vang lên, Lục Minh giống như cảm giác được hai cái mặt trời đang ngó chừng hắn, đó là một tôn thiên quân cường giả ánh mắt. Trực diện thiên quân cấp tồn tại, nói thật, Lục Minh vẫn là có chút khẩn trương, dù sao hắn là cấm kỵ chi thể. Nói không có một chút chột dạ, đó là giả. Đúng vậy, thiên quân đại nhân. Cũng may Lục Minh tâm trí hơn người, bình phục tâm cảnh, liền ôm quyền nói. Rất tốt, ngươi làm rất không tệ, một lần này trọng trọng có thưởng, phản hồi mộng thiên chi thành, thiên cung sẽ cho tương ứng tưởng thưởng. Một vị thiên quân nói. Những người khác đều không ngừng hâm mộ, thiên quân tự mình mở miệng. Trọng trọng có thưởng, cái này tuyệt đối phi thường kinh người. Hơn nữa có thể bị thiên quân tán thưởng, cũng là một kiện hết sức chuyện vinh dự. Tạ thiên quân đại nhân. Lục Minh lần nữa ôm quyền cảm tạ. Còn có các ngươi biểu hiện, chúng ta đều thấy ở trong mắt, có công tự nhiên sẽ có thưởng, đằng sau, các ngươi đều sẽ trọng trọng có thưởng. Vị kia thiên quân tiếp tục mở miệng. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, duỗi ra một cái tay một chiêu. Lục Minh lập tức cảm giác trên người tử kim chiến giáp không bị khống chế, tự động bay ra ngoài, bị vị kia thiên quân thu vào. Không chỉ có là hắn, đấu thần Nguyên Văn, Lăng Vũ Vi, đấu thần Nguyên Không ba người chiến giáp, cũng toàn bộ bị thu vào. Những chiến giáp này, tạm thời còn không thích hợp các ngươi dùng, ta liền trước thu lại, tốt rồi, các ngươi đều tản đi. Cất kỹ chiến giáp về sau, vị kia thiên quân vung tay lên nói. Lục Minh tâm lý xem thường. Còn nặng thường đây. Cuối cùng liền những chiến giáp này đều không nỡ cho, cũng đều cho thu về, Lục Minh lập tức đối phía sau trọng thưởng, không báo hy vọng gì. Mặt khác, để Lục Minh buông lỏng một hơi chính là, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, sớm đã đem chiến giáp bên trong cấm kỵ chi lực, thu vào, không có lưu lại một tia một hào, bằng không thì, khó bảo toàn thiên quân sẽ không phát hiện. Là, thiên quân đại nhân. Đám người lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rời đi, về tới Nam Thiên Thành bên trên. Lục Minh bọn họ còn có thời gian mấy năm, mới tràn đầy 100 năm, có thể phản hồi mộng thiên chi thành. Tiếp xuống mấy năm, bọn họ không có bất kỳ cái gì sự tình, cũng không có ra ngoài săn giết ác ma, an tâm ở Nam Thiên Thành tu luyện. Khoảng thời gian này, Lục Minh tăng lên rất nhanh, vừa vặn tìm chút thời giờ, củng cố tu vi cảnh giới. Mấy năm thời gian, chớp mắt liền qua, Lục Minh bọn họ đã ở Nam Thiên Thành trấn thủ 100 năm thời gian, nhiệm vụ hoàn thành, ở mấy cái thiên quan hướng dẫn dưới. Phản hồi mộng thiên chi thành, một lần nữa về tới mộng thiên chi thành bên ngoài thiên hà trong doanh địa. Lục Minh cư trú chi địa bên trong, Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, bắt đầu chia cắt ác ma linh huyết. Hâm mộ các ngươi a, có thể dự thi, các ngươi hẳn là săn giết số lớn ác ma thiên kiêu a. Đán Đán hâm mộ nhìn xem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, tuổi của hắn vượt qua, không có dự thi, lúc này âm thầm tiếc rẻ. Nếu không, ta phân ngươi một điểm. Lục Minh nói. Thật. Đán Đán con mắt lập tức phát sáng lên. Giả. Lục Minh cười một tiếng. Thiết, liền biết. Đán Đán khó chịu nói. Ha ha, như vậy đi, hai giọt kia ma đế ác ma linh huyết cho ngươi à, Vũ Vi, ngươi không có ý kiến chứ? Lục Minh nói. Ta tự nhiên không có ý kiến. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, nàng một lần này cũng săn giết rất nhiều ác ma thiên kiêu, thu hoạch rất lớn. Hơn nữa, đang cùng ác ma thiên kiêu giao chiến trước đó. Phía trước 90 mấy năm bọn họ săn giết ác ma thời điểm, Đán Đán xuất lực rất lớn, một lúc lâu, đều dựa vào Đán Đán trận pháp, bọn họ mới qua cửa ải khó khăn, mới có rất lớn thu hoạch. Phía trước 90 mấy năm,
Bọn họ tổng cộng lấy được 2 giọt ma đế cảnh ác ma linh huyết. Một giọt là gặp được một cái bị Phật tộc cao thủ trọng thương ma đế, bị 3 người bọn họ liên thủ đánh giết. Một giọt đến từ đại quân ác ma thời điểm công thành, Đán Đán lấy trận pháp sấn loạn lấy được. Coi như các ngươi có chút lương tâm, 2 giọt kia ma đế cảnh ác ma linh huyết, ta thu. Đán Đán lúc này mới vui vẻ ra mặt, đem 2 giọt ma đế cảnh ác ma linh huyết nhận lấy. Sau đó, bọn họ đem mặt khác ác ma linh huyết chia đều. Đương nhiên, ở lâm thời tinh cầu bên trong săn giết ác ma thiên kiêu ác ma linh huyết, là không có chia đều là phía trước 90 mấy năm lấy được ác ma linh huyết. Ác ma linh huyết chia đều về sau, 3 người đều phi thường hài lòng. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức tiến về công huân giếng hối đoái công huân điểm. Bọn họ mới từ Nam Thiên Thành trở về, khoảng thời gian này đi công huân giếng hối đoái công huân điểm người, khẳng định rất nhiều, hiện tại đi cũng là xếp hàng, hơn nữa còn làm người khác chú ý. Bọn họ chờ hơn 10 ngày, mới cùng đi công huân giếng. Nhìn ta có bao nhiêu công huân điểm. Vừa đến công huân giếng, Đán Đán liền không kịp chờ đợi xông đi lên, sau đó đem chính mình tất cả ác ma linh huyết đều lấy ra, rót vào công huân giếng bên trong. Công huân giếng lập tức phát ra hào quang, sau một khắc, một loạt số lượng từ nổi lên. 1.233.234. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi con mắt đột nhiên sáng lên. Hơn 100 vạn. Đán Đán công huân điểm, lại đã đạt tới hơn 100 vạn. Đây quả thật là đại thu hoạch. Đương nhiên, 2 giọt ma đế cảnh ác ma, tự nhiên không có khả năng giá trị nhiều như vậy ác ma linh huyết, còn tăng thêm rất nhiều thần hoàng cửu trọng, thần hoàng bát trọng thất trọng ác ma linh huyết, mới có nhiều như vậy công huân điểm. Ha ha ha! Đán Đán nhếch miệng mà cười, vô cùng hưng phấn. Hơn 100 vạn điểm công huân điểm, có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Đán Đán tâm lý đã bắt đầu lặng yên tính toán ra. Muốn ở công huân hối đoái điện, hối đoái bảo vật gì? Cái kia một hàng chữ số, bay vào Đán Đán thân phận ngọc bài bên trong, biến mất không thấy gì nữa, ngọc bài một lần nữa bay đến Đán Đán trong tay. Đến các ngươi, Đán Đán lui trở về, nụ cười trên mặt, vẫn không có biến mất. Hắn mặt tươi cười nhìn xem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, ý là đến lượt các ngươi, xem các ngươi có bao nhiêu công huân điểm. Ta tới a, ngươi cái cuối cùng. Lăng Vũ Vi đối Lục Minh nói. Nàng biết rõ Lục Minh nhiều nhất, đem Lục Minh lưu tại cuối cùng. Nàng đi tới công huân giếng bên cạnh, đem tất cả công huân điểm, đều lấy ra, ngã xuống công huân giếng. Công huân giếng lập tức hào quang tràn ngập, sáng mở cường thịnh trình độ, so vừa rồi Đán Đán còn cường thịnh hơn. Sau một khắc, một hàng chữ số nổi lên. 1.809.897. Nhiều như vậy. Đán Đán giật mình trừng to mắt, một bộ biểu tình khiếp sợ. Trọn vẹn hơn 180 vạn công huân điểm. Lăng Vũ Vi nhưng không có ma đế cảnh ác ma linh huyết à, thế mà có nhiều như vậy công huân điểm, so Đán Đán trọn vẹn nhiều hơn 60 vạn công huân điểm. Ngươi, đến cùng ở lâm thời tinh cầu bên trong săn giết bao nhiêu ác ma thiên kiêu? Đán Đán hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem Lăng Vũ Vi. Ta không tính nhiều, hắn mới nhiều. Lăng Vũ Vi nói, nhìn về phía Lục Minh. Lăng Vũ Vi đối với mình lấy được công huân điểm, coi như hài lòng. Ở lâm thời tinh cầu bên trong, hắn lấy được bạch ngân chiến giáp, phía sau quyết chiến bên trong, đánh chết số lớn ác ma thiên kiêu, ngay cả loại kia có thể so với Đông Nguyên Thanh, bố nam ác ma thiên kiêu, đều bị nàng đánh chết một tôn. Tăng thêm mặt khác ác ma thiên kiêu ác ma linh huyết, còn có phía trước 90 mấy năm tích lũy được ác ma linh huyết, mới đạt tới như thế nhiều công huân điểm. Nhưng là nàng biết rõ, Lục Minh muốn so nàng rất nhiều nhiều. Phải biết, đỉnh cấp ác ma thiên kiêu, cơ hồ đều chết ở Lục Minh trong tay. Đặc biệt so là Eugene, loại nhân vật này có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến, tiềm lực quá mạnh, có trời mới biết có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm. Lăng Vũ Vi thu hồi thân phận ngọc bài, phiêu nhiên mà lui, mong đợi nhìn xem Lục Minh. Mục Vân, ngươi giết càng nhiều, cái kia mau tới a, ta nhìn xem ngươi có thể được bao nhiêu công huân điểm. Đán Đán thúc giục nói. Lục Minh gật gật đầu, nói thật, nhìn thấy Lăng Vũ Vi công huân điểm về sau, chính hắn đều có chút mong đợi. Đi tới công huân giếng bên cạnh, Lục Minh đem tất cả ác ma linh huyết, duy nhất một lần đổ vào công huân giếng bên trong. Ông! Sau một khắc, công huân giếng bộc phát ra một đạo quang trụ, hào quang vạn trượng, so trước đó Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đưa tới hào quang, còn phải cường thịnh hơn nhiều lần. Ngay cả trấn thủ công huân giếng cường giả đều đã bị kinh động, tò mò nhìn lại. Thật là cường thịnh hào quang, có thể gây nên công huân giếng phản ứng lớn như vậy. Tiểu gia hỏa này, đến cùng chiếm được bao nhiêu công huân điểm. Nhìn tu vi, mới thần hoàng ngũ trọng,
Một vị nhị đẳng thiên binh, thế mà có thể gây nên công huân giếng phản ứng lớn như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Trong bóng tối, có mấy cái chấn thủ công huân giếng cường giả giao lưu, đều khá là kinh ngạc. Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, cũng trừng to mắt, hướng về công huân giếng trên không. Sau đó, một hàng con số, nổi lên. 8.956.723. Cái này, Đán Đán ngây ngẩn cả người, con mắt dùng sức trừng lớn, một bộ biểu tình si ngốc. Hơn 890 vạn, chẳng lẽ là mắt của ta hoa, nhìn lầm một vị số lượng từ. Đán Đán dùng sức dụi mắt, nhìn chòng chọc vào, cuối cùng vững tin, hắn thấy, thật là hơn 8 triệu. Sau đó, Đán Đán triệt để hóa đá. Nhiều như vậy, cho dù Lăng Vũ Vi làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng giật nảy cả mình. Trọn vẹn hơn 890 vạn, so với nàng lấy được công huân điểm, trọn vẹn nhiều gấp 5. Đây là một cái kinh người con số. Cái tổ, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy công huân điểm, ngươi đến cùng giết bao nhiêu ác ma thiên kiêu à? Chờ Lục Minh đều cất kỹ thân phận ngọc bài, Đán Đán mới phản ứng được, kích động giống to. Vẫn tốt chứ, chủ yếu ta giết đỉnh cấp ác ma thiên kiêu nhiều, lần kia dự thi đỉnh cấp ác ma thiên kiêu, cơ hồ đều là bị ta giết, còn có một cái có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến ác ma thiên kiêu. Lục Minh rất tùy ý nói. Ta sát. Đán Đán trong mắt kém chút trừng bảo. Một cái có thể vượt qua 5 cái cấp bậc ác ma thiên kiêu, khó trách có thể được nhiều như vậy công huân điểm, loại này thiên kiêu, có thể đổi công huân điểm, vượt xa một vị ma đế có thể đổi công huân điểm. Trừ phi là đẳng cấp cao ma đế. Sớm biết ngươi giết biết bao nhiêu vạn ma thiên kiêu, bất kể như thế nào, ta đều muốn từ ngươi nơi đó cầm một chút tới. Đán Đán kêu thảm, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Công huân điểm, là không có cách nào giao dịch, chỉ có thể tự dùng. Tiểu gia hỏa này. Ngay cả mấy cái chấn thủ công huân điểm cường giả, cũng có chút ngạc nhiên, hơn 890 vạn, thật đúng là khủng bố, phải biết một chút thần tướng duy nhất một lần cũng không thể hối đoái nhiều như vậy công huân điểm. Bọn họ chấn thủ nơi này vô tận tuế nguyệt, loại tình huống này đều cực ít nhìn thấy. Cũng không tệ lắm. Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười, đối thu hoạch này vẫn là vô cùng hài lòng. Nhiều như vậy công huân điểm, có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Hắn cầm lấy công huân điểm. Linh thức quét qua, phát hiện công huân điểm bên trong con số đã biến. Lúc đầu con số là 123.567/67. Hiện tại biến thành 9.080.290/8.956.790. Lục Minh tổng cộng tích lũy công huân điểm đã đạt đến 900 vạn. Còn kém 100 vạn không đến, liền có thể đạt tới tấn thăng thần tướng tiêu chuẩn, đây là cực kỳ kinh người thu hoạch. Nói tóm lại, ba người bọn họ đều phi thường hài lòng. Lần này, bọn họ tích lũy công huân điểm, đều đạt đến 100 vạn trở lên. 100 vạn công huân điểm, liền có thể trở thành nhất đẳng thiên binh. Ha ha ha, chúng ta đi tấn thăng nhất đẳng thiên binh a, nhất đẳng thiên binh, không chỉ có thể có được nhất đẳng thiên binh chiến giáp, còn có thể đi tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện, rất nhiều chỗ tốt a. Đán Đán kêu lên, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Đi, Lục Minh cũng nói. Tấn thăng nhất đẳng thiên binh, rất nhiều chỗ tốt, không có không tấn thăng đạo lý. Chỉ cần tích lũy tổng công huân điểm đạt tới 100 vạn, liền có thể tấn thăng, mặc kệ tiêu hết vẫn là không có tiêu hết. Lập tức, ba người xuất phát, tiến về Mộng Thiên Chi Thành quân vụ chỗ. Quân vụ chỗ, chuyên môn phụ trách thiên binh thiên tướng tấn thăng cùng quản lý, đồng thời, thiên binh chiến giáp, cũng là ở nơi này nhận lấy. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa trước đại điện. Các ngươi tới nơi này làm gì? Cửa đại điện, hai cái thiên binh cản lại Lục Minh ba người. Chúng ta là tới tấn thăng thiên binh đẳng cấp. Đán Đán nói. Tấn thăng thiên binh đẳng cấp. Hai cái thủ vệ thiên binh, tự tin đánh giá Lục Minh ba người, nói các ngươi tấn thăng cái nào đẳng cấp thiên binh. Chúng ta đều muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Đán Đán trả lời. Ba người các ngươi, đều tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Ngươi xác định, một cái thủ vệ thiên binh mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Đán Đán lần nữa gật gật đầu. Ha ha ha. Bỗng nhiên, hai cái thủ vệ thiên binh cười ha hả, sau đó nhìn về phía Đán Đán nói, các ngươi đang nói đùa à, bằng các ngươi tu vi, tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Điều đó không có khả năng, tốt rồi, quân vụ chỗ cũng không phải đùa giỡn địa phương, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi à, bằng không thì ta báo lên đi lên, các ngươi đều muốn bị xử phạt. Cái gì, ba người kia muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Nơi này động tĩnh, cũng kinh động đến phủ cận những người khác.
Quân vụ chỗ người đến người đi thiên binh, còn là không ít, rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Minh ba người. Lục Minh ba người, cao nhất tu vi mới thần hoàng ngũ trọng, liền muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, đây quả thực không có khả năng. Nhất đẳng thiên binh là cái gì? Cái kia cũng phải cần 100 vạn công huân điểm A. Đồng dạng tại thiên binh bên trong, đều là tu vi trước đột phá đến thần đế cảnh, sau đó dựa vào thần đế cường đại chiến lực, săn giết ác ma, tích lũy công lao, mới có thể tấn thăng làm thần đế cảnh. Cho nên, một dạng nhất đẳng thiên binh tu vi, đều là thần đế cảnh. Đương nhiên, cũng có một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, ở thần hoàng cảnh liền tấn thăng nhất đẳng thiên binh, nhưng những cái kia người, từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa tu vi bình thường đều đạt đến cao cấp thần hoàng. Cao cấp thần hoàng, đó là thần hoàng thất trọng trở lên mới gọi cao cấp thần hoàng. Lục Minh ba người, tài cao nhất thần hoàng ngũ trọng, liền muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, hơn nữa duy nhất một lần ba cái cùng một chỗ, đây không phải đùa giỡn hay sao, khó trách người chung quanh không tin. Đán Đán nhướng mày, nói ta nói muốn tấn thăng chính là muốn tấn thăng, quân vụ chỗ có thể không có quy củ muốn ngăn cản người khác tấn thăng thiên binh A, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lúc đầu tràn đầy phấn khởi mà đến, vừa tới liền bị còn nhỏ khéo léo, Đán Đán khó chịu. Chúng ta là vì tốt cho các ngươi nếu như tiến vào quân vụ, bị phát hiện công huân điểm không có đạt tới 100 vạn, là bị xử phạt. Không sai, thức thời, hiện tại liền đi. Hai cái giữ cửa thiên binh châm chọc khiêu khích, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tránh ra. Đán Đán quát lạnh. Thực sự là không biết tốt xấu. Hai cái thiên binh hừ lạnh, khó chịu tránh ra đại môn. Lục Minh ba người nghênh ngang đi vào. Hừ, ta không tin tưởng bọn họ có thể tấn thăng nhất đẳng thiên binh, đi xem một chút. Hai cái giữ cửa thiên binh tìm một người bạn hỗ trợ trông coi đại môn, bọn họ đi theo Lục Minh bọn họ đi vào. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Chung quanh, những người khác cũng nhao nhao đi theo, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Mặc dù Lục Minh ba người thoạt nhìn rất tự tin, nhưng là bọn họ y nguyên khó mà tin được, ba cái tu vi cao nhất mới thần hoàng ngũ trọng tồn tại, có thể cùng một chỗ tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Cho dù có một cái, cũng là kỳ tích, huống chi còn là ba cái. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lục Minh ba người, lại không giống như là đồ đần, biết rõ sẽ bị xử phạt, trả lại nơi này tấn thăng. Chẳng lẽ là vì nổi danh không muốn sống? Cho nên, rất nhiều người tâm lý phi thường tò mò. Lục Minh ba người mang theo một nhóm lớn người, đi tới trước một cái quầy. Cái quầy này phía trước, có mấy vị thiên quan đang làm việc. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh ba người mang theo một nhóm lớn thiên binh đi tới, đều có chút hiếu kỳ. Các ngươi muốn làm cái gì? Một vị trong đó tóc trắng thiên quan hỏi. Chúng ta muốn tấn thăng thiên binh đẳng cấp, nhất đẳng thiên binh. Nói chuyện vẫn là Đán Đán, nói đến phần sau, hắn còn cố ý nhấn mạnh một câu. Phía sau quầy, mấy cái thiên quan đều thất kinh. Cùng hai cái thủ vệ thiên binh một dạng ý nghĩ. Dù sao Lục Minh ba người thoạt nhìn rất trẻ trung, tu vi cao nhất mới thần hoàng ngũ trọng, đều muốn tấn thăng nhất đẳng thiên binh, cho dù bọn họ làm việc nhiều năm, đều chưa từng gặp qua. Đương nhiên, chúng ta xác định, đây là ta thân phận ngọc bài, ngươi kiểm tra một chút na. Đán Đán không dằn nổi lấy ra bản thân thân phận ngọc bài, đưa cho cái kia tóc trắng thiên quan, sau đó vẻ mặt lãnh đạo quét hai cái kia thủ vệ thiên quan một cái. Hắn không kịp chờ đợi muốn đánh hai cái này thủ vệ thiên quan mặt. Tóc trắng thiên quan tiếp nhận Đán Đán thân phận ngọc bài, sau đó lấy ra một cái trận bàn, đem thân phận ngọc phù, đặt ở trên trận bàn, lập tức, trận bàn phát sáng, phía trên hiện ra một hàng con số, chính là Đán Đán công huân điểm. Cái này, người chung quanh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hơn 100 vạn. Đán Đán công huân điểm, thật sự có hơn 100 vạn. Hơn 120 vạn công huân điểm, hơn nữa đại bộ phận vẫn là không có tiêu hết. Đặc biệt là hai cái kia thủ vệ thiên binh, càng là suýt chút nữa thì rơi đầu lưỡi của mình, sắc mặt có chút đỏ lên. Ha ha, có ít người, thực sự là mắt chó coi thường người khác. Đán Đán dương dương đắc ý quét về phía hai cái kia thủ vệ thiên binh. Hừ, ngươi là phù hợp tấn thăng nhất đẳng thiên binh điều kiện, nhưng là bọn họ đâu, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói ba người cùng một chỗ tấn thăng. Trong đó một cái thủ vệ thiên binh không cam tâm, mở miệng phản bác. À, ngươi muốn nhìn, vậy liền trường lớn ngươi mắt chó hãy chờ xem. Đán Đán nói xong, nhìn về phía cái kia tóc trắng thiên quan, nói tiền bối, thế nào? Ta phù hợp tấn thăng nhất đẳng thiên binh điều kiện A. Tích lũy công huân điểm vượt qua 100 vạn, tự nhiên phù hợp, ta giải quyết cho ngươi tấn thăng thủ tục A. Tóc trắng thiên quan nói. Tấn thăng thủ tục kỳ thật rất đơn giản,
liền ở Đán Đán thân phận Ngọc Phù bên trong sửa chữa một lần, sau đó chính bọn hắn ghi chú một lần, liền xong việc. Cuối cùng ghi chú tốt về sau, bọn họ lấy ra một bộ kim hoàng sắc chiến giáp, đưa cho Đán Đán. Đây là nhất đẳng thiên binh chiến giáp, có thể ngăn một vị phổ thông thần đế tam trọng cao thủ toàn lực nhất kích. Chung quanh, rất nhiều người tam đẳng thiên binh nhị đẳng thiên binh, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đán Đán tiếp nhận thiên binh chiến giáp, lập tức không kịp chờ đợi mặc lên người, dương dương đắc ý. Tiền bối, đây là ta thân phận ngọc bài. Sau đó, Lăng Vũ Vi dậm chân tiến lên, đem bản thân thân phận ngọc bài, đưa cho tóc trắng thiên quan. Tóc trắng thiên quan tiếp nhận Lăng Vũ Vi thân phận ngọc bài, đặt ở trên trận bàn, lập tức, lại có một hàng chữ số nổi lên. Hơn 180 vạn công huân điểm. Ngây ngẩn cả người, người chung quanh, lần nữa ngây ngẩn cả người. Lăng Vũ Vi công huân điểm, thế mà so Đán Đán còn nhiều, đạt đến hơn 180 vạn, cái này cũng hoàn toàn đạt đến tấn thăng nhất đẳng thiên binh tiêu chuẩn. Nhìn thấy chưa? Đán Đán liếc hai cái kia thủ vệ thiên binh một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hai cái thủ vệ thiên binh, sắc mặt đỏ lên, không có phản bác. Thật sự là bị kinh trụ. Liên tục hai người, công huân điểm đều đạt đến 100 vạn trở lên, còn có cái cuối cùng Lục Minh, cũng rất có thể đạt tới 100 vạn trở lên. Lúc này nói chuyện, không phải càng thêm chịu nhục sao? Không sai, có thể tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Tóc trắng thiên quan gật gật đầu, sau đó đồng dạng đẳng cấp ghi chú một lần, lấy ra một bộ nhất đẳng thiên binh chiến giáp, đưa cho Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi sau khi thu cất, lui trở về Lục Minh bên người, nói tới phiên ngươi. Đồng loạt, mọi người ánh mắt, đều nhìn về Lục Minh. Liên tục hai người công huân điểm đều đạt đến 100 vạn trở lên. Bọn họ rất ngạc nhiên, Lục Minh có thể có bao nhiêu công huân điểm. Nhìn thấy Lục Minh ba người tự tin như vậy, bọn họ cũng suy đoán, Lục Minh có lẽ thật sự có 100 vạn trở lên công huân điểm, chỉ là hiếu kỳ rốt cuộc có bao nhiêu. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, đi tới trước quầy, lấy ra bản thân thân phận ngọc bài. Tiền bối, cho. Lục Minh đem thân phận ngọc bài, đưa cho tóc trắng thiên quan. Tóc trắng thiên quan gật gật đầu, tiếp nhận thân phận ngọc bài, đặt ở trên trận bàn. Trận bàn lập tức phát sáng, mọi người ánh mắt, đều chết định hướng về trận bàn phía trên. Sau một khắc, một hàng chữ số nổi lên. Cái kia tóc trắng thiên quan, con người đột nhiên co rụt lại, cho dù lấy hắn kiến thức rộng rãi, y nguyên bị kinh động. Mà những người khác, vậy thì càng thêm không cần nói. Ti ti ti, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, người vây xem, tất cả mọi người đem tròng mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào cái kia một hàng con số, trong mắt. Tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, vẻ không thể tin được. Hơn 900 vạn. Lục Minh tích lũy công huân điểm, cư nhiên đã vượt qua 900 vạn. Lục Minh chỉ là thần hoàng ngũ trọng cảnh giới A, thế mà tích lũy công huân điểm, có thể có được hơn 900 vạn, đây là làm thế nào chiếm được? Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, hắn tích lũy công huân điểm, cư nhiên đã có hơn 900 vạn, hơn nữa đại bộ phận đều còn không dùng rơi. Khủng bố A, hắn đến cùng hoàn thành nhiệm vụ gì? Hoặc là, hắn đến cùng đánh chết bao nhiêu ác ma. Còn kém 100 vạn không đến, thì đến được 1.000 vạn công huân điểm, liền có thể tấn thăng thần tướng, hắn mới thần hoàng ngũ trọng cảnh A, quả thực chưa từng nghe thấy. Chung quanh, tất cả đều là một tràng tiếng thổn thức. Hai cái kia giữ cửa thiên binh, đã hoàn toàn hóa đá, há to mồm, trừng to mắt, lăng tại đó. Thế nào, nhìn thấy chưa, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Đán Đán ánh mắt lần nữa liếc nhìn hai cái giữ cửa thiên binh, thanh âm dương dương đắc ý truyền ra. Nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, Đán Đán chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, so với chính mình tu vi tăng lên còn muốn sảng khoái, lòng tự trọng chiếm được thỏa mãn cực lớn. Lợi hại, tuổi còn trẻ, liền có thể tích lũy đến như vậy nhiều công huân điểm, quả thật lão phu cuộc đời ít thấy, ủng hộ, sớm ngày đạt tới 1.000 vạn công huân điểm. Trở thành thần tướng, thần hoàng cảnh thần tướng, có thể thành là một đoạn truyền kỳ. Tóc trắng thiên quan cảm thán nói. Đa tạ tiền bối tán dương. Lục Minh ôm quyền nói. Người trẻ tuổi không kiêu không gấp, không sai, đến, ta cho ngươi ghi chú. Tóc trắng thiên quan rất hài lòng Lục Minh thái độ, bắt đầu cho Lục Minh ghi chú tốt về sau, tóc trắng thiên quan đưa cho Lục Minh một bộ nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Lục Minh cũng không có lập tức mặc vào, mà là thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, ba người bọn họ ở tất cả mọi người trong ánh mắt hâm mộ, rời đi quân vụ chỗ. Rời đi quân vụ xử chi về sau, bọn họ lập tức tiến về công huân hối đoái điện. Tiến vào công huân hối đoái điện, cùng lần trước một dạng, hư không bên trong nổi lơ lửng nguyên một đám quang đoàn,
Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán lập tức gấp không thể chờ tìm kiếm thích hợp bản thân trùng sáng, sau đó thân hình biến mất ở quang đoàn. Lục Minh, nhớ kỹ làm cho ta chút đồ ăn à. Cầu cầu thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai. Yên tâm, không thể thiếu ngươi, cái thứ nhất cho ngươi hối đoái. Lục Minh cười một tiếng, tìm được phế phẩm thần binh một cái kia quang đoàn, sau đó tiến vào đến trong đó. Trong này, tất cả đều là tàn phá thần binh, mỗi một kiện thần binh đều tiêu chú cần đổi giá cả. Lục Minh không có nhìn những cái kia cấp bậc thấp tàn phá thần binh, hiện tại hắn tay cầm cách xù công huân điểm, muốn hối đoái, liền cho cậu cậu hối đoái một kiện đỉnh cấp tàn phá thần binh. Cậu cậu có thể đem hấp thu luyện hóa thần binh công năng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này nghịch thiên công năng, tuyệt đối không thể lãng phí. Chỉ có hấp thu đỉnh cấp thần binh, mới có thể phát huy suất cậu cậu công năng. Lục Minh nhớ lần trước nhìn thấy một thanh tàn phá trường thương màu đen, trọn vẹn cần 100 vạn công huân điểm hối đoái. Một thanh tàn phá thần binh, đều cần 100 vạn công huân điểm hối đoái, đây nếu là hoàn chỉnh, tuyệt đối là nghịch thiên đại sát khí, bậc này tàn phá thần binh, nếu như bị cầu cầu hấp thu, tuyệt đối có thể được nghịch thiên tạo hóa. Lục Minh có thể một mực nhớ đây, đáng tiếc lần trước căn bản không có nhiều như vậy công huân điểm. Lần này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lục Minh cặn kẽ tìm kiếm, đồng thời nói cho cầu cầu, nhường hắn bản thân cảm ứng. Một lúc sau, tìm được, cầu cầu hưng phấn kêu lên, viên cổ cổ thân thể hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh theo sát phía sau, không lâu sau đó, quả nhiên thấy được một nửa trường thương, lơ lửng giữa không trung, bị một lồng ánh sáng bao phủ ở bên trong. Quang cháo trên không, lơ lửng hối đoái yêu cầu công huân điểm 1.000.000. Cầu cầu nhìn xem thanh này tàn phá trường thương, trong mắt phát ra nóng bỏng quang huy, vây quanh tàn phá trường thương, không ngừng xoay tròn. Liền thanh này, Lục Minh xuất ra thân phận ngọc bài, đặt ở một nửa trường thương phía trên lồng ánh sáng bên trên. Lập tức, quang cháo tàn mát ra một trận quang huy, sau đó lên mặt lồng ánh sáng liền ảm đạm xuống, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một nửa tàn phá thần thương, lộ ra. Ta, là ta. Cầu cầu rất là hưng phấn, trực tiếp mở ra răng nanh ngụm lớn, một ngụm đem một nửa trường thương nuốt vào trong miệng. Sau đó một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc, mang ở Lục Minh trên tay. Lục Minh biết rõ cầu cầu phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cái này một nửa trường thương. Lục Minh vung tay lên, đem thân phận ngọc bài chộp trong tay, linh thức quét qua, phát hiện bên trong công huân điểm, đã biến thành dạng này, 9.080.290 × 7.956.790. Nhưng dùng công huân điểm, đã so trước đó thiếu 100 vạn. Lục Minh tâm, hơi đau nhức một lần. Bất quá nghĩ đến cầu cầu khả năng chiến lược tăng nhiều, thu hoạch được một nửa trường thương năng lực đặc thù, lại lộ ra chờ mong. Cầu cầu nhiều yêu cầu, đồ ăn, chọn xong, Lục Minh rời đi khu vực này, một lúc sau, Lục Minh đi tới ẩn chứa 3.000 đại cổ bí thuật khu vực. Nên lựa chọn cái gì đại cổ bí thuật tốt đây? Lục Minh trầm ngâm. Nơi này 3.000 đại cổ bí thuật, khoảng chừng 1.000 loại, Lục Minh đương nhiên muốn tuyên bố lựa chọn, nhưng đó là không có khả năng, hắn công huân điểm, căn bản không đủ. Tiện nghi nhất một loại đại cổ bí thuật, đều muốn 10 vạn công huân điểm. Về, càng là đạt tới nhìn kinh khủng 100 vạn công huân điểm, đoán chừng còn có cao hơn. Lục Minh chỉ có thể tính cách tượng trưng lựa chọn mấy loại. Về sau lại từ từ tích lũy công huân điểm, chậm rãi lựa chọn. Công kích loại bí thuật, đã có nhiều loại, khốn địch loại, cũng có, như vậy lựa chọn phòng ngự cùng đặc thù loại hình đại cổ bí thuật sao? Lục Minh suy nghĩ, sau đó quan sát. Lớn phòng ngự thuật, đại thiên đại cổ bí thuật, phòng ngự mạnh nhất 3 loại bí thuật một trong, tất cả đại cổ bí thuật, xếp hạng top 100, cần 100 vạn công huân điểm. Lục Minh ánh mắt sáng lên, thấy được một loại nhường hắn động tâm bí thuật. Hắn mặc dù có nhất đẳng thiên binh chiến giáp, nhưng cái này dù sao cũng là ngoại vật, vạn nhất bị người dùng cấm binh lĩnh vực ấn phù phong ấn đây, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn dựa vào bản lãnh của mình. Hơn nữa hắn không có khả năng cả một đời lưu tại thiên cung, về sau khẳng định phải thoát ly thiên cung, khi đó, thiên binh chiến giáp khẳng định liền không thể dùng, tăng lên phòng ngự của mình, phi thường tất yếu. Mặc dù giá cả quý giận người, nhưng là không thể không đổi. Lục Minh lập tức dùng thân phận ngọc bài, đem môn này đại cổ bí thuật hối đoái tới, sau đó một mực ghi ở trong lòng. Đổi lớn phòng ngự thuật, Lục Minh tiếp tục tìm kiếm. Lần trước thấy môn kia đại na di thuật đây. Lục Minh suy nghĩ, môn kia đại na di thuật, Lục Minh cũng phi thường nhớ thương, chủ yếu là công hiệu nghịch thiên, tập đào mệnh cùng công kích vào một thân, tuyệt đối là Lục Minh đệ nhất lựa chọn. Quả nhiên, không lâu sau đó,
bị Lục Minh tìm được Đại Na Di Thuật. Đại Na Di Thuật cũng cần trọn vẹn 100 vạn công huân điểm. Lục Minh cũng không chút do dự đổi. Cứ như vậy, Lục Minh có thể dùng công huân điểm, chỉ còn lại có 5.956.790. Còn thừa lại hơn 500 vạn công huân điểm, đại cổ bí thuật, tạm thời không đổi, lại đi hối đoái một nhóm phổ thông bí thuật. Lục Minh suy nghĩ, phổ thông bí thuật tu luyện càng nhiều, hòa vào tế bào, có thể cùng cấm kỵ chi lực dung hợp, có thể tăng mạnh cấm kỵ chi lực uy lực, cũng có thể nhường hắn vượt cấp mà chiến năng lực, càng ngày càng mạnh. Mặt khác, Lục Minh còn muốn hối đoái một nhóm ẩn chứa khổng lồ tinh khiết năng lượng bảo vật, như tinh linh mộc tâm bảo vật như vậy. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn tiêu hao năng lượng tốc độ, cũng càng ngày càng kinh khủng, hắn ở tinh linh tộc lấy được những cái kia tinh linh mộc tâm, không bao lâu. Tinh linh tộc còn thiếu hắn 10 vạn căn tinh linh mộc tâm đây, hắn nghĩ ngợi khi nào đi tinh linh tộc, đem 10 vạn căn tinh linh mộc tâm mang tới. Lục Minh rời đi đại cổ bí thuật khu vực, sau đó bắt đầu hối đoái phổ thông bí thuật. Đối với phổ thông bí thuật, Lục Minh không có cái gì có thể kén chọn, chỉ cần là bí thuật, đều hối đoái. Ở Thiên Cung, một môn bí thuật đổi giá cả, cũng không tiện nghi, cần trọn vẹn 100 công huân điểm, nếu như đổi lại thần tinh hoặc là những bảo vật khác để tính, xa so với bên ngoài trên thị trường giá cả đắt giá rất nhiều lần. Nhưng là ở bên ngoài, ngươi căn bản tìm không thấy nhiều như vậy loại bí thuật a. Chỗ nào phổ thông bí thuật, có Thiên Cung đầy đủ hết. Cho nên, quý liền đắt một chút, Lục Minh cũng phải hối đoái. 100 công huân điểm một môn, 1 vạn cửa phổ thông bí thuật, liền cần trọn vẹn 100 vạn công huân điểm. Lục Minh một hơi đổi 2 vạn cửa Lục Minh không có phổ thông bí thuật. Trọn vẹn 2 vạn cửa a, phải biết, Lục Minh trước kia cũng tổng cộng tích lũy đến 1.300 cửa phổ thông bí thuật mà thôi. Nếu như 2 vạn cửa bí thuật đều tu luyện thành công, hóa thành công huân điểm hòa vào tế bào, hắn cấm kỵ chi lực sẽ tăng lên bậc nào? Vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến, thậm chí có thể vượt qua càng nhiều cấp bậc mà chiến, tuyệt đối không phải mộng. Đương nhiên, muốn đem 2 vạn loại bí thuật đều tu luyện thành công, hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào, cũng tuyệt đối không dễ dàng, là một hạng công trình vĩ đại. Cứ như vậy, Lục Minh có thể dùng công huân điểm, mất đi 200 vạn, chỉ còn lại có 3.956.790. Đón lấy, Lục Minh lại đi đổi một nhóm lớn thần đan. Đều là ẩn chứa khổng lồ tinh thuần năng lượng thần đan, lại tiêu hao 100 vạn công huân điểm. Loại này đẳng cấp cực cao thần đan, cũng là quý kinh người. Sau đó, Lục Minh có thể dùng công huân điểm, còn lại 2.956.790. Muốn hay không hối đoái mấy chương cấm binh lĩnh vực ấn phù sử dụng đây? Lục Minh lại nghĩ tới cấm binh lĩnh vực ấn phù, một lần kia ám tinh dùng đến ám sát hắn, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá rất nhanh, Lục Minh liền lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Sử dụng cấm binh lĩnh vực ấn phù, có một cái khuyết điểm, vậy chính là mình cũng sẽ bị bao phủ đi vào, mình cũng không sử dụng được đại sát khí. Lục Minh khống chế vài kiện đại sát khí, hơn nữa còn có băng huyền côn đẳng cấp này đại sát khí, nếu như không sử dụng được, chẳng phải là thua thiệt hơn. Cấm binh lĩnh vực ấn phù, bình thường là tu vi tương đối cao người đi ứng phó tu vi tương đối thấp, nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt, nắm trong tay đại sát khí nhân vật thiên kiêu. Dạng này có thể cực độ giảm xuống loại kia thiên kiêu thực lực. Mà đối với Lục Minh mà nói, căn bản không dùng được, ứng phó tu vi tương đối thấp khống chế đại sát khí thiên kiêu, Lục Minh cần sao? Còn có ai so với hắn càng quái dị canh sáng kiêu? Có thể nói, cấm binh lĩnh vực ấn phù, là người khác dùng để đối phó hắn, hắn dùng để đối phó người khác, căn bản không dùng được. Còn dư lại công huân điểm, Lục Minh dự định giữ lại đi tạo hóa tháp tu luyện. Dù sao, ở tạo hóa tháp tu luyện, tiêu hao công huân điểm, cũng là phi thường kinh người. Theo Lục Minh biết, ở tầng thứ nhất tạo hóa tháp tu luyện một ngày, cần 20 cái công huân điểm. Ở tạo hóa tháp tầng thứ 2 tu luyện một ngày, cần 100 công huân điểm. Ở tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện một ngày, trọn vẹn cần 500 công huân điểm. Lục Minh bây giờ là nhất đẳng thiên binh, có thể tiến vào tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện, hắn mặc dù còn có gần 300 vạn công huân điểm, nhưng là chỉ có thể ở bên trong tu luyện 16 năm tả hữu. Đương nhiên, tầng thứ 3 hiệu quả, tuyệt đối sẽ so tầng thứ 2, tốt hơn rất nhiều, bằng không thì cũng không khả năng cần nhiều như vậy công huân điểm. Hiện tại Lục Minh chiếm được nhiều như vậy bí thuật, khẳng định phải tiến vào tạo hóa tháp tu luyện, bằng không thì tu luyện tới ngày tháng năm nào đi. Cái gì cũng đổi không sai biệt lắm, Lục Minh rời khỏi nơi này, phát hiện Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, cũng đổi không sai biệt lắm,
Trên mặt của hai người, đều lộ ra hài lòng biểu lộ, xem ra thu hoạch khá lớn. Đi thôi, chúng ta đi tạo hóa tháp tu luyện một đoạn thời gian. Đán Đán nhìn thấy Lục Minh về sau, lập tức nói. Lập tức, ba người rời khỏi nơi này, đi tới tạo hóa tháp phía dưới. Các ngươi phải vào tầng nào tu luyện? Lục Minh hỏi. Trên tay của ta công huân điểm không nhiều lắm, chỉ có thể đi tầng thứ hai tu luyện. Đán Đán giận dữ nói. Ta cũng vậy. Lăng Vũ Vi cũng gật gật đầu. Bọn họ đổi số lớn bảo vật, còn dư lại công huân điểm nếu như tiến vào tầng thứ ba, căn bản không tu luyện được bao lâu. Cuối cùng, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi tiến vào tầng thứ hai tu luyện, mà Lục Minh tiến vào tầng thứ ba. Tiến vào tầng thứ ba, Lục Minh phát hiện cùng tầng thứ hai gần như giống nhau, cũng là một đầu cầu đá, thông hướng nơi xa, chung quanh một mảnh hư không, ảnh hưởng thị lực, nhìn không rõ ràng xa xa tình huống. Lục Minh dọc theo cầu đá, một mực đi về phía trước, không lâu sau đó, hắn thấy được một đầu cầu thang, xéo xuống phía dưới thông hướng nơi xa. Không biết tầng thứ ba là cái gì cơ duyên tạo hóa, chẳng lẽ cùng tầng thứ hai một dạng. Lục Minh nói thầm trong lòng, dọc theo cầu thang một mực hướng phía dưới, sau đó trở lại một cái địa phương bằng phẳng. Vừa đến cái này địa phương bằng phẳng, Lục Minh lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguyên thủy thần linh khí tức. Thật cùng tầng thứ hai một dạng, chỉ là nguyên thủy thần linh khí tức, tựa hồ càng thêm mãnh liệt, so tầng thứ hai mạnh hơn gấp bội. Lục Minh ánh mắt lóe lên, trong đầu chuyển từng đạo suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này tầng thứ ba, cũng nhốt một cái nguyên thủy thần linh, so tầng thứ hai càng mạnh nguyên thủy thần linh. Lục Minh phi thường tò mò, dự định nhìn về phía trước nhìn. Hắn dậm chân mà ra, hướng về đi về phía trước đi, càng là hướng phía trước, nguyên thủy thần linh khí tức càng là mãnh liệt, cho Lục Minh áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Không lâu sau đó, hắn thấy được không ít thiên binh ở đây tu luyện, có thể ở trong này tu luyện, tự nhiên đều là nhất đẳng thiên binh, đại bộ phận đều là thần đế cảnh tồn tại. Những người này nhìn về phía Lục Minh, đều lộ ra vẻ tò mò, hiển nhiên Lục Minh chỉ là thần hoàng ngũ trọng tu vi liền trở thành nhất đẳng thiên binh, để bọn hắn hiếu kỳ. Lục Minh không để ý đến mọi người ánh mắt, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Nhưng là áp lực càng ngày càng mạnh, nguyên thủy thần linh khí tức càng ngày càng mạnh, Lục Minh coi như dùng ra cấm kỵ chi lực, cuối cùng cũng ngăn cản không nổi, khó có thể lại tiếp tục tiến lên. Lục Minh cơ hồ có thể kết luận, nơi này khẳng định có một cái càng cường đại hơn nguyên thủy thần linh, hơn nữa còn là còn sống nguyên thủy thần linh, bằng không thì khí tức không sẽ mạnh mẽ như thế. Ở tầng thứ hai, Lục Minh còn có thể gặp được một tôn kia nguyên thủy thần linh chân diện mục, ở chỗ này, Lục Minh liền nguyên thủy thần linh chân diện mục đều không gặp được. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể tại chỗ lui về. Ở trong này tu luyện thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật, hiệu quả tuyệt đối phi thường kinh người, ở phía xa tầng thứ hai phía trên, đáng tiếc, vô dụng với ta. Lục Minh lắc đầu, đường cũ trở về, một lần nữa về tới trên cầu đá, sau đó tiếp tục tiến lên. Một đoạn thời gian về sau, đầu thứ hai cầu thang xuất hiện. Lục Minh dọc theo cầu thang hướng phía dưới, quả nhiên thấy được một cái hồ nước nhỏ, bên trong tràn ngập chất lỏng màu đỏ tươi, cùng tầng thứ hai một dạng, đều là nguyên thủy thần linh máu tươi. Ở trong này tu luyện, ta tu vi đoán chừng sẽ rất nhanh tăng lên, chỉ cần nửa năm thời gian, đoán chừng liền có thể đột phá. Lục Minh cảm thụ một lần, tâm lý suy nghĩ. Lục Minh lần trước ở tầng thứ hai, cũng dùng nửa năm, đột phá một cảnh giới. Nhưng là lần trước Lục Minh là từ thần hoàng tam trọng đột phá thần hoàng tứ trọng. Mà bây giờ, Lục Minh tu vi đã đạt đến thần hoàng ngũ trọng, muốn đột phá, liền muốn đột phá đến thần hoàng lục trọng. Mặc dù tầng thứ ba tu luyện hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là cảnh giới càng cao, đột phá tốc độ cũng sẽ càng khó càng chậm. Cho nên, cho dù ở tầng thứ ba, từ thần hoàng ngũ trọng đột phá đến thần hoàng lục trọng, cũng cần nửa năm thời gian. Càng về sau, đột phá thời gian cũng sẽ càng dài. Tu vi tạm thời không vội, đi trước phía trước nhìn xem, có phải hay không nguyên thủy thần âm, nếu như là nguyên thủy thần âm, trước tu luyện một chút bí thuật. Lục Minh làm ra quyết định, sau đó rời đi nơi này, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, tất cả cùng tầng thứ hai một dạng, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới cầu đá cuối cùng, sau đó, phát hiện nguyên thủy thần âm. Nơi này cũng sẽ nguyên thủy thần âm, nhưng là hiệu quả so tầng thứ hai, mạnh hơn gấp bội. Không tệ không tệ, ngay ở chỗ này tu luyện a. Lục Minh tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Đại Na Di Thuật pháp môn tu luyện. Đại Na Di Thuật chính là 3000 đại cổ bí thuật xếp hạng thứ trăm bí thuật, uy lực mạnh mẽ hết sức, nhưng là tu luyện độ khó cũng phải khó rất nhiều. So Đại Thần Phong Thuật,
đại toái liệt thuật, đại ma kiếm thuật, đại thúc phược thuật đều muốn khó có thể tu luyện. Nếu là ở bên ngoài, ở bình thường hoàn cảnh, muốn lĩnh hội thành công, phi thường gian nan. Bất quá, ở nguyên thủy thần âm trợ giúp phía dưới, tu luyện, vẫn có chút dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ là 7 ngày, Lục Minh liền sẽ đại na di thuật tu luyện nhập môn, hóa thành một mai bí thuật phù văn, hòa vào một tế bào. Đương nhiên, tu luyện nhập môn, còn không thành, Lục Minh mong muốn là tu luyện tới đại thành. Lục Minh tiếp tục tham ngộ. Một tháng thời gian, tu luyện tới tiểu thành, nửa năm thời gian, tu luyện tới đại thành. Ngắn ngủi nửa năm thời gian liền tu luyện tới đại thành, cái này nếu như đặt ở bên ngoài, là không thể tưởng tượng, nhưng là ở trong này, chỉ là ngắn ngủi nửa năm, liền tu luyện tới đại thành. Không thể không nói, nơi này nguyên thủy thần âm hiệu quả quá tốt rồi. Đem đại na di thuật tu luyện tới đại thành, Lục Minh lập tức bắt đầu tu luyện đại phòng ngự thuật. Đại phòng ngự thuật giá cả, cùng đại na di thuật không sai biệt lắm, nhưng là tu luyện độ khó, thế mà so đại phòng ngự thuật còn muốn lớn hơn, Lục Minh trọn vẹn dùng 8 tháng, mới tu luyện đến đại thành. Đem hai loại cường đại đại cổ bí thuật tu luyện tới đại thành, Lục Minh thực lực, không thể nghi ngờ lại mạnh một chút. Coi như lực công kích không có quá lớn tăng lên, nhưng là chạy trối chết năng lực, tuyệt đối tăng lên thật nhiều một đoạn. Tiếp đó, Lục Minh bắt đầu tu luyện những cái kia phổ thông bí thuật. Muốn đem một loại phổ thông bí thuật tu luyện tới nhập môn, hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào, đối với bây giờ Lục Minh mà nói, là phi thường dễ dàng, huống chi còn có nguyên thủy thần âm gia trì. Lục Minh một ngày có thể đem mấy chục loại bí thuật tu luyện nhập môn, nhưng là muốn tu luyện tới đại thành, Lục Minh một ngày chỉ có thể hoàn thành một loại. Một ngày một loại, tốc độ này, cũng phi thường nhanh, phải biết đây chính là tu luyện tới đại thành. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là hơn 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, Lục Minh tổng cộng đem 3.700 loại bí thuật, tu luyện tới đại thành, tăng thêm phía trước 1.300 loại, Lục Minh tổng cộng đem 5.000 loại phổ thông bí thuật tu luyện tới đại thành. Hiện tại, Lục Minh chỉ cần vận chuyển cấm kỵ chi lực, toàn thân tế bào rung động, tất cả bí thuật cùng cấm kỵ chi lực tương dung, có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng. Hiện tại Lục Minh vượt cấp mà chiến năng lực, tuyệt đối tăng nhiều, Lục Minh đoán chừng, ít nhất có thể đạt tới vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến, đây là chí ít, trên thực tế, hẳn là không chỉ vậy. Vượt cấp mà chiến, cũng càng ngày càng khó. Tỷ như vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến đến vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến độ khó, khẳng định xa xa thấp hơn vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến đến vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Đã qua hơn 11 năm, mới tu luyện thành hơn 3.700 loại bí thuật, trên tay còn thừa lại nhiều như vậy loại bí thuật, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tu luyện, chỉ ít nắm trong lòng bàn tay, lúc nào có thời gian, lúc nào đều có thể tu luyện, hiện tại nên đi tăng lên một lần tu vi. Lục Minh tâm lý kế hoạch. Hắn còn thừa công huân điểm, không phải rất nhiều, chỉ có thể trèo chống hắn ở nơi này tầng thứ 3 tu luyện thời gian không tới 5 năm. Lục Minh còn dư lại công huân điểm. Chỉ có thể trèo chống hắn ở tầng thứ 3 tu luyện không đến 5 năm. Hắn dự định lợi dụng cuối cùng những cái này công huân điểm, tăng lên một lần tu vi. Hắn đứng dậy rời đi nơi này, về tới cái thứ 2, này mặt tràn ngập nguyên thủy thần linh máu tươi hồ nước, sau đó dậm chân mà ra, rơi vào hồ nước, bắt đầu tu luyện. Lập tức, Lục Minh cũng cảm giác được áp lực kinh khủng, phảng phất muốn đem hắn thân thể xé rách, nhưng là đồng thời, lại có một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng. Từ nguyên thủy thần linh trong máu tươi không ngừng rót vào đến trong thân thể của hắn, tràn vào đến toàn thân hắn mỗi một tế bào bên trong. Lục Minh cấm kỵ chi lực, đang nhanh chóng tăng cường. Mặc dù không có đại chiến sinh tử, trực tiếp kích phát tế bào tiềm năng nhanh chóng như vậy, nhưng là thắng ở liên tục không ngừng, tế thủy trường lưu, thời thời khắc khắc đều đang tăng lên. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Quả nhiên cùng Lục Minh dự đoán một dạng, nửa năm thời gian, Lục Minh quả nhiên từ thần hoàng ngũ trọng, bước vào thần hoàng lục trọng. Thực lực càng là chợt tăng một đoạn. Đột phá về sau, Lục Minh không hề rời đi, tiếp tục tu luyện, bắt đầu trùng kích thần hoàng thất trọng. Thần hoàng lục trọng đến thần hoàng thất trọng, độ khó càng lớn, tu luyện càng khó, đây là muốn từ trung giai thần hoàng đột phá đến cao giai thần hoàng, cho dù là ở nơi này, cũng không phải nửa năm thời gian có thể đột phá. Lục Minh một mực tu luyện 3 năm rưỡi thời gian, từ cuối cùng từ thần hoàng lục trọng đột phá đến thần hoàng thất trọng. Đến lúc này, Lục Minh còn thừa công huân điểm, đại khái còn có 15 vạn. Muốn từ thần hoàng thất trọng đột phá đến thần hoàng bát trọng, cần thời gian dài hơn, Lục Minh phỏng đoán, tối thiểu cần 15 năm trở lên. Cho nên, Lục Minh kết thúc tu luyện, thối lui ra khỏi tạo hóa tháp, phản hồi cư trú chi địa. Phản hồi cư trú chi địa về sau,
phát hiện Đán Đán bọn họ đã trở về, đang ở riêng mình trong phòng tu luyện, hiển nhiên là đang tiêu hóa từ công huân hối đoái điện nơi đó hối đoái đến bảo vật. Lục Minh cũng trở về gian phòng của mình. Ân, vừa phản hồi gian phòng của mình, Lục Minh con mắt liền sáng lên, bởi vì hắn cảm giác một cỗ cường đại khí tức từ trong phòng lan tràn ra, đó là cầu cầu khí tức. Ở đi tạo hóa tháp trước đó, Lục Minh liền để cầu cầu một mình trở về. Bởi vì, cầu cầu là không thể tiến vào tạo hóa tháp, trừ phi cầu cầu cũng có công huân điểm đi tiêu hao, hiển nhiên cầu cầu là không có. Cho nên cầu cầu bản thân phản hồi Lục Minh căn phòng, luyện hóa cái kia một nửa trường thương màu đen. Hiển nhiên, qua thời gian mười mấy năm, cầu cầu đã đem một nửa trường thương màu đen luyện hóa. Giờ phút này, chính đang tiến hóa. Lục Minh đẩy cửa vào, phát hiện cầu cầu hóa thành một cái viên cầu, lơ lửng giữa không trung, tròn vo thân thể, không ngừng tản mát ra thôi sán quang huy cùng sóng gợn mạnh mẽ. Hơn nữa, khí tức cũng đang không ngừng lên cao. Thần hoàng thất trọng, thần hoàng bát trọng, thần hoàng cửu trọng. Cuối cùng, cầu cầu khí tức, một mực tăng lên tới thần hoàng cửu trọng, mới ngừng lại được. Đán Đán thế mà nhất cử đột phá mấy tầng tu vi, đạt đến thần hoàng cửu trọng, sau đó đến một cái cực hạn, mới ngừng lại được. Lục Minh biết rõ, cầu cầu đã đạt đến thần hoàng cảnh cực hạn, lại hướng lên một bước, chính là thần đế. Thần hoàng đến thần đế, cũng không có cái gì bán bộ thần đế lời giải thích, thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, chính là cực hạn, bước kế tiếp, chính là thần đế. Nhưng là thần hoàng cửu trọng đỉnh phong đến thần đế, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, cần đem thể nội hằng tinh, chuyển hóa làm hắc động, độ khó rất lớn, cần một cái quá trình, cũng cần cơ duyên. Lục Minh đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi, qua vài ngày, cầu cầu khí tức mới bình ổn xuống. Bá! Cầu cầu hình thể thu nhỏ lên, bay đến Lục Minh bên người. Cái kia một nửa trường thương màu đen, ngươi luyện hóa. Lục Minh hỏi. Còn không có, chỉ là luyện hóa một bộ phận, cái kia một nửa trường thương, không thể coi thường, bất quá ta chiếm được một loại năng lực, phi thường cường đại. Cầu cầu vô cùng hưng phấn nói. Một loại năng lực, đi, chúng ta đi thử xem. Lục Minh lộ ra vẻ hứng thú, sau đó dẫn banh cầu, rời khỏi phòng, đi tới một tòa thật to trong mật thất. Loại này mật thất, xây dựng ở Thiên Hà Thiên Binh trong quân doanh, là chuyên môn cung cấp người so tài. Thiên Binh bên trong có quy định, hai bên tầm đó, không thể tranh đấu, cho nên mới có loại này mật thất, chung quanh tất cả đều là đại trận, là dùng để so tài. Hai bên luận bàn, cộng đồng tăng lên, không thể ác tính tranh đấu. Trong mật thất, Lục Minh cùng cầu cầu đứng đối mặt nhau. Lục Minh, ngươi tu vi mới thần hoàng thất trọng, có muốn hay không ta dùng ra toàn lực? Cầu cầu nói, dùng ra toàn lực a, yên tâm, ngươi thương không được ta. Lục Minh rất tự tin. Hắn hiện tại ít nhất có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến, mặc dù tu vi so với cầu cầu thấp 2 trọng tu vi, nhưng y nguyên có đầy đủ tự tin. Thật tự tin, vậy liền tiếp ta một chiêu a. Cầu cầu hét lớn, tròn vo thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một căn ngân sắc trường thương, phá không mà ra, hướng về Lục Minh đâm tới. Lại còn lưu thủ. Lục Minh nhếch miệng lên. Cầu cầu luyện hóa trường thương màu đen, nếu như vận dụng trường thương màu đen năng lực, cũng hẳn là hóa thành trường thương màu đen mới là, hiện tại chỉ là hóa thành trước kia ngân sắc trường thương, hiển nhiên là không có dùng ra toàn lực. Bá! Ngân sắc trường thương tốc độ phi thường kinh người, trong chớp mắt, liền đâm đến Lục Minh trước người. Khanh! Lục Minh bàn tay như đao, một trường bổ trúng ngân sắc trường thương mũi thương, lập tức, ngân sắc trường thương rung động dữ dội, sau đó hướng về sau mặt bay ngược mà quay về, lui về sau rất dài một khoảng cách, đụng vào mật thất vách tường, để vách tường kịch liệt oanh minh. Hơn nữa trên vách tường hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Lực công kích tăng cường một chút. Lục Minh gật gật đầu, tâm lý phán đoán. Trước kia, cầu cầu hóa thành ngân sắc trường thương, ở thần hoàng cảnh ước chừng có thể vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến, mà mới vừa trong lúc giao thủ, Lục Minh phán đoán ước chừng có thể vượt qua 2 cái nửa cấp bậc mà chiến, so trước đó tăng lên một chút. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải cầu cầu mạnh nhất hình thái. Cầu cầu, dùng ra toàn lực a, ngươi dạng này không phải ta đối thủ, có bản lãnh gì đều dùng đi ra, không muốn giấu giếm. Lục Minh nói, nha nha nha, lẽ nào có cái lý ấy, ta vốn là sợ làm bị thương ngươi, hiện tại ta cũng không khách khí. Cầu cầu hét lớn, thân thể lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa, hóa thành một đem trường thương màu đen, một thanh hoàn chỉnh trường thương màu đen, đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trường thương màu đen bên trong phát ra, tràn đầy hồng hoang cổ lão cảm giác. Cho Lục Minh một loại cảm giác, phảng phất đối mặt một tôn nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh,
Lục Minh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia một nửa trường thương màu đen, cùng Nguyên Thủy Thần Linh có quan hệ? Lục Minh, cẩn thận rồi, ta muốn dùng ra một kích mạnh nhất. Cầu cầu thanh âm vang lên, đón lấy, trường thương màu đen phá toái hư không, hướng về Lục Minh đâm tới. Ở đâm ra quá trình bên trong, trường thương màu đen tản mát ra vạn trượng hào quang, những cái này hào quang, thế mà ngưng tụ ra một tôn to lớn Nguyên Thủy Thần Linh thân ảnh. Tôn này Nguyên Thủy Thần Linh, trong tay cũng cầm một thanh trường thương màu đen, hướng về Lục Minh đâm đi qua. Lục Minh con ngươi, hơi hơi co rụt lại. Có ý tứ. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, đồng thời, hắn vận chuyển chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, thân thể, đủ loại bí thuật cũng đồng thời bộc phát, toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ. Bởi vì, cầu cầu một chiêu này, nhưng hắn cảm giác được áp lực. Oanh! Lục Minh một quyền đánh ra, thiên địa chấn động mãnh liệt, cùng trường thương màu đen đụng vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng bạo khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, đụng vào bốn phía trên vách tường, bị vách tường chặn lại. Ông! Một tôn kia Nguyên Thủy Thần Linh trong tay trường thương màu đen rung động dữ dội, sau đó vỡ nát ra, kinh khủng quyền kình, tiếp tục đánh vào tôn kia Nguyên Thủy Thần Linh trên người, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thần Linh ngực đánh xuyên. Tôn kia Nguyên Thủy Thần Linh, trực tiếp tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa. Cầu cầu biến thành trường thương màu đen, hướng về phía sau nhanh lùi lại, lại một lần nữa đụng vào mật thất vách tường. Không đánh không đánh, ngươi tên biến thái này. Cầu cầu kêu lên, một lần nữa hóa thành một cái viên cầu, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Ngươi cũng thật lợi hại sao? Lục Minh nói, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Thông qua một chiêu kia mới vừa rồi, Lục Minh đánh giá ra, cầu cầu hoàn toàn có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến, thậm chí còn chưa hết, còn có hơi vượt qua một chút xíu. Đồng cấp một trận chiến, so phổ thông vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả còn mạnh hơn một chút. Vượt cấp mà chiến năng lực, hẳn là tiếp cận lăng vũ. Trước đó, cầu cầu chỉ có thể vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến mà thôi, nhưng bây giờ, trực tiếp có thể vượt qua bốn cái cấp bậc trở lên, chỉ là luyện hóa một nửa trường thương mà thôi, liền quá kinh người. Cầu cầu tiềm lực, quả thực vô tận, đây là cái gì thiên phú, đều chưa nghe nói qua. Lục Minh trong lòng cũng là cảm thán liên tục. Cầu cầu loại thiên phú này, là ở quá kinh người, quả thực là nghịch thiên, cảm giác so với hắn cấm kỵ chi lực còn muốn nghiêu bức. Chỉ cần có đẳng cấp đủ cao thần binh cho hắn thôn phệ, là hắn có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng lên, thiên phú cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Lục Minh cũng trong bóng tối tra rất nhiều tư liệu, đều không có tra được tương tự ghi chép. Bất quá trải qua trận này, Lục Minh cũng lớn hẹn có thể đánh giá ra, hắn chiến lực. Ít nhất có thể vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến. Đây là to lớn tăng lên, nếu là bị những người khác biết rõ, sẽ bị dọa chết tươi. Cấm kỵ chi lực, quả nhiên nghịch thiên. Lục Minh cảm thán, tâm lý có chút đắc ý, nhưng khi hắn nghĩ tới một vấn đề, tâm lý tâm tình đắc ý, lập tức biến mất. Hắn nghĩ tới Phi Hoàng cũng là một vị cấm kỵ a. Còn có, Tạ Niệm Khanh kiếp trước phụ thân, cũng là một vị cấm kỵ, nhưng là những cái này cấm kỵ cùng thiên cung là địch, giống như cũng không có chiếm được thượng phong, tựa hồ còn rơi vào hạ phong ý tứ. Lục Minh có thể sẽ không cho là bản thân so mặt khác cấm kỵ mạnh, liền giải thích, thiên cung thật rất khủng bố, hắn thực lực, xa xa không phải Lục Minh hiện tại có thể theo dõi. Lục Minh phải đi đường, còn rất dài. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. Lục Minh đối cầu cầu nói, cầu cầu một lần nữa hóa thành một căn thủ trạc, mang ở Lục Minh trên tay, đi theo Lục Minh, phản hồi cư trú chi địa. Trở lại cư trú chi địa về sau, Lục Minh lấy ra một kiện khôi giáp. Là nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Nhị đẳng thiên binh chiến giáp bên trong, thì có một cỗ cấm chế lực lượng, có thể thấm vào bọn họ tế bào, khống chế bọn họ, không biết này trở thiên binh chiến giáp có hay không. Suy tư một hồi, Lục Minh bắt đầu mặc vào. Quả nhiên, nhất đẳng thiên binh chiến giáp một mặc lên người, thì có một cỗ càng cường lực lượng, thấm vào toàn thân hắn tế bào, che giấu. Không đủ, Lục Minh cấm kỵ giải mỗi một tế bào bên trong, có thể rõ ràng bắt được những lực lượng này, chỉ cần Lục Minh nguyện ý, tùy thời đều có thể đem cỗ này lực lượng ma diệt. Tạm thời dùng đến A, nhất đẳng thiên binh chiến giáp thế nhưng là có thể chống đối thần đế tam trọng cường giả toàn lực nhất kích, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có tác dụng lớn. Lục Minh lẩm bẩm một câu, lúc này, hắn mắt sáng lên, bởi vì hắn cảm giác được ngoài cửa có người, không phải Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, mà là những người khác. Lục Minh đứng dậy mở cửa mà ra, thấy được một người mặc áo dài trắng nho nhã trung niên, mặc đồ này, hiển nhiên là một vị thiên quan. Có thể trở thành thiên quan, cơ hồ đều có thần đế cảnh tu vi, Lục Minh có thể không dám khinh thường.
liền ôm quyền, nói, nhất đẳng thiên binh Mục Vân, gặp qua thiên quan đại nhân, không biết thiên quan đại nhân giáng lâm bỉ chỗ, có cùng phải làm sao? Ta tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình, có nhiệm vụ phải giao cho ngươi, đi theo ta. Nho Nhã thiên quan nói, có nhiệm vụ, chỉ một mình ta sao? Lục Minh nói, ánh mắt nhìn về phía Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi căn phòng. Tự nhiên không chỉ ngươi một cái, nhưng mảnh này khu vực chỉ một mình ngươi, đi theo ta. Nói xong, Nho Nhã thiên quan quay người dậm chân đi. Lục Minh trong lòng nghi ngờ, nhưng chỉ có thể cùng lên, hỏi, xin hỏi thiên quan đại nhân, ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là thiên quân đại nhân hạ lệnh, ngươi cũng là thiên quân đại nhân tự mình điểm danh. Nho Nhã thiên quan nói. Nói xong hiếu kỳ quét Lục Minh một cái, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng, Lục Minh có cái gì đặc thù địa phương, đáng giá thiên quân tự mình điểm danh. Thiên quân tự mình điểm danh. Lục Minh hơi sững sờ, tâm lý không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ thiên quân phát hiện cái gì? Lại hoặc là lần trước thiên quân nhìn thấy hắn biểu hiện ưu dị, thiên phú cường đại, cho nên có nhiệm vụ mới cho hắn. Đoán không ra. Lục Minh mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, đi theo Nho Nhã thiên quan. Đi tới một tòa đại điện bên trong. Đi tới đại điện, phát hiện đã có một số người. Tất cả đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Lục Minh ánh mắt quét qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đại điện bên trong những người này đều là người thanh niên, hơn nữa nguyên một đám tu vi phi thường cao thâm. Lục Minh cẩn thận cảm ứng một lần, phát hiện những người này tu vi đều là thần hoàng thất trọng trở lên. Thậm chí thần hoàng thất trọng rất ít, đại đa số đều là thần hoàng cửu trọng tu vi. Hơn nữa, bọn họ xuyên chiến giáp, đều là kim hoàng sắc chiến giáp. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Những người này, tu vi chỉ là thần hoàng cảnh, nhưng rõ ràng đều là nhất đẳng thiên binh, có thể tưởng tượng, những người này chiến lực, tuyệt đối đều phi thường cường hãn. Lục Minh người mặc kim hoàng sắc nhất đẳng thiên binh chiến giáp, đi đến nơi này, cũng không đáng chú ý. Một số người chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền không thèm để ý. Lục Minh đứng ở một bên, bí mật quan sát. Phát hiện đại điện bên trong nhân số tăng thêm hắn, tổng cộng 35 cái. Đại đa số đến từ thập cường chủng tộc, một phần nhỏ, cũng là đến từ mặt khác một chút xếp hạng khá cao chủng tộc. Những người này, trong mắt mang theo nghi hoặc, hiển nhiên cùng Lục Minh một dạng, cũng không biết tới nơi này muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì. Lục Minh lặng lặng chờ đợi, lục tục, lại có mấy người tới đây, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa tu vi phi thường cao thâm. Nhưng là, không có một cái nào là thần đế cảnh. Tu vi toàn bộ ở thần hoàng cảnh. Cuối cùng, tổng cộng có 39 người hội tụ ở đây. Đúng lúc này, đại môn đi tới mấy bóng người. Thiên nhân tộc. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Đằng sau đi tới ba người, toàn bộ đều là thiên nhân tộc, đầu đầy tóc vàng, có được đặc hữu khí chất cùng khí tức, phi thường dễ phân biệt. Tiến vào ba cái thiên nhân tộc, toàn bộ đều là trung niên bộ dáng, tùy ý ăn mặc trường bào, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lục Minh tâm lý run sợ. Ba người này, coi như không phải thần chủ cấp nhân vật, cũng là đỉnh cấp thần đế, tuyệt đối cường đại khó có thể tưởng tượng. Hiện trường an tĩnh lại, bọn họ rõ ràng, rất nhanh liền biết rõ bọn họ muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Ba cái thiên nhân tộc cường giả, ánh mắt quét qua toàn trường. Trung niên một cái mặt chữ quốc thiên nhân tộc trước tiên mở miệng, tốt rồi, người đều đến đông đủ, hiện tại ta muốn cùng các ngươi nói một chút tiếp xuống nhiệm vụ. Mọi người ánh mắt lấp lánh hướng về người này, chờ đợi hắn tiếp xuống tin tức. Tiếp xuống nhiệm vụ, có thể nói cũng là cơ duyên của các ngươi. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục nói, đại cổ thần đình, các ngươi có ai nghe nói qua? Đại cổ thần đình, Lục Minh lộ ra nghi hoặc, cái tên này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng là nghe danh tự, thì có loại bất phàm cảm giác. Đại cổ thần đình, chẳng lẽ là cái kia cùng mệnh hồn thiên đình nổi danh, cùng thiên cung đối nghịch đại cổ thần đình? Có người kinh hô, Lục Minh chưa nghe nói qua, không có nghĩa là người khác chưa nghe nói qua, thập cường chủng tộc, truyền thừa hết sức xa xưa, đã trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, biết rất nhiều thường nhân khó có thể tiếp xúc được bí mật. Lời mới vừa nói, chính là thập cường chủng tộc một thanh niên. Hiện trường người, cũng là sắc mặt khác nhau. Có chút lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút vẻ mặt mê hoặc. Lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là nghe nói qua, vẻ mặt mê hoặc. Thì là cùng Lục Minh một dạng, trước kia hoàn toàn không biết. Cùng mệnh hồn thiên đình nổi danh. Tin tức này, để Lục Minh tâm lý chấn động mạnh mẽ một lần. Mệnh hồn thiên đình, ở toàn thịnh thời kỳ, danh xưng có thể cùng thiên cung khiêu chiến tồn tại, vô cùng cường đại, mặc dù đằng sau vẫn là bị thiên cung tiêu diệt,
nhưng là lưu lại truyền thừa, y nguyên để vô số người điên cuồng. Mà đại cổ thần đình, thế mà có thể cùng mệnh hồn thiên đình nổi danh, hiển nhiên cũng là một cái có thể cùng thiên cung khiêu chiến tồn tại. Lần này bọn hắn nhiệm vụ, chẳng lẽ cùng đại cổ thần đình có quan hệ? Không sai, chính là cái kia đại cổ thần đình. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc gật gật đầu, nói, năm đó đại cổ thần đình đại nghịch bất đạo, không tuân theo thiên cung, còn mưu toan lật đổ thiên cung, cuối cùng bị thiên cung chấn diệt, đại cổ thần đình mặc dù hủy diệt, nhưng một tòa hạch tâm thế giới hắn, lại giữ lại, bị thiên cung khống chế. Nhưng là, tòa này hạch tâm thế giới, là đại cổ thần đình vô số cao thủ dốc hết tâm huyết luyện chế, thế giới chung quanh, tất cả đều là lấy 3.000 đại cổ bí thuật cùng vô số mặt khác bí thuật làm hạch tâm, phối hợp trận pháp phong ấn chặt, không cách nào công phá. Trong thiên cung nhân vật mạnh mẽ, nếu như cưỡng ép công kích, chỉ có thể đem tòa này thế giới hủy diệt, muốn đi vào, chỉ có thể chậm rãi đột phá phía ngoài trận pháp. Đúng rồi, trong các ngươi có ít người, khả năng không có nghe nói đại cổ thần đình, nhưng chỉ cần biết rõ một điểm là có thể, 3.000 đại cổ bí thuật các ngươi hẳn nghe nói qua a, chính là xuất từ đại cổ thần đình. Cái gì? Mặt chữ quốc thiên nhân tộc mà nói, để Lục Minh tâm lần nữa chấn động mãnh liệt. 3.000 đại cổ bí thuật thế mà xuất từ đại cổ thần đình. Đây là một cái tin tức kinh người. Không chỉ là Lục Minh, cũng có rất nhiều người lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại cổ thần đình lúc trước dựa vào 3.000 đại cổ bí thuật, tung hoành thiên hạ, đồng thời, đại cổ thần đình bên trong, còn sáng tạo ra vô số phổ thông bí thuật, có thể nói, đại cổ thần đình là nơi phát nguyên bí thuật. Mà ở đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới bên trong, liền bảo lưu lại số lớn đại cổ bí thuật cùng đông đảo phổ thông bí thuật. Như hôm nay cung công huân hối đoái điện bên trong cất giữ hơn 1.000 loại đại cổ bí thuật, bắt đầu từ cái này hạch tâm thế giới lấy được. Đó là ở 500 cái năm hàng tinh trước đó. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục giải thích. 500 cái năm hàng tinh trước đó. Đám người hít sâu một hơi, đây là hạng gì dài đằng đẵng tuế nguyệt. Thần đế chỉ sợ đều khó mà sống lâu như thế à. Từ khi khống chế đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới về sau, thiên cung người, liền đi vào một lần. Kia liền là 500 cái năm hàng tinh trước đó, một lần kia, là đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới chung quanh trận pháp xuất hiện sơ hở, mới bị thiên cung đại nhân vật tìm tới khe hở, đưa vào một nhóm người, từ bên trong lấy ra một nhóm lớn đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật, đương nhiên còn có những bảo vật khác. Nhưng là, 3.000 đại cổ bí thuật, còn rất nhiều di ở lại bên trong, không có lấy ra, nhưng là từ khi một lần kia về sau, thế giới kia chung quanh trận pháp, lại cũng chưa từng xuất hiện sơ hở, thẳng đến gần nhất. Nói đến đây, rất nhiều người tim đập rộn lên lên, đã đại khái biết rõ bọn họ tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì. Gần nhất, đại cổ thần đình hạch tâm thế giới chung quanh trận pháp, lại xuất hiện sơ hở, thiên cung đại nhân vật lại lần nữa ra tay, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ mở ra một cái thông đạo, đưa một nhóm người đi vào. Nhưng cảm giác kinh nghiệm của lần trước, đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới bên trong, những cái kia đại cổ bí thuật, đã sinh ra linh trí. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục giải thích. Lại làm cho Lục Minh đám người trợn mắt há mồm. Bọn họ nghe được cái gì? Đại cổ bí thuật, sinh ra linh trí. Bí thuật cũng sẽ sinh ra linh trí. Quả thực chưa từng nghe thấy. Các ngươi không có nghe lầm, ở 500 cái năm hàng tinh trước đó, thiên cung người đi vào lấy được tin tức, những cái kia đại cổ bí thuật sinh ra linh trí, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được không phải thế giới kia người, thiên cung người tiến vào sau, chỉ cần tu vi quá mạnh, những cái kia đại cổ bí thuật cảm giác đi ra. Liền sẽ trốn đi, phi thường khó tìm kiếm, bằng không thì đã hơn một lần sẽ không chỉ lấy được mấy trăm loại đại cổ bí thuật. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc giải thích nói, công huân hối đoái trong điện, mặc dù có 1.000 loại đại cổ bí thuật, nhưng cũng không phải là toàn bộ từ trong thế giới kia lấy được, bởi vì trước kia 3.000 đại cổ bí thuật lưu truyền phi thường phổ biến, có chút là thông qua đường dây khác lấy được. Căn cứ kinh nghiệm trước kia phán đoán, thần đế cảnh trở lên người đi vào, những cái kia đại cổ bí thuật, rất dễ dàng cảm ứng được hơn nữa trốn đi, một khi trốn đi, liền rất khó tìm. Mà thần đế cảnh trở xuống, những cái kia đại cổ bí thuật, liền không có sợ như vậy, sẽ không trốn đi, cho nên một lần này mới để cho các ngươi tới, các ngươi tu vi, đều ở thần hoàng cảnh, nhưng là bản thân chiến lược phi thường cường đại, lấy được đại cổ bí thuật nắm chắc, phải lớn rất nhiều. Một lần này, chỉ cần các ngươi lấy được đại cổ bí thuật hoặc là phổ thông bí thuật, chính mình cũng có thể bảo đảm lưu lại. Chỉ cần sao chép một phần cho thiên cung là được rồi, đồng thời, thiên cung sẽ cho ra công huân điểm xem như ban thưởng. Căn cứ bí thuật trình độ chân quý, công huân điểm ban thưởng cũng sẽ có cao có thấp, đương nhiên, là cần bí thuật thiên cung không có, thiên cung đã có, liền không còn phần thưởng. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục nói. Rất nhiều người mắt sáng rực lên.
Đặc biệt là Lục Minh. Hắn muốn nhất là cái gì? Chính là bí thuật A. Bất kể là đại cổ bí thuật, vẫn là phổ thông bí thuật, hắn đều muốn. Hiện tại không chỉ có thể lấy được bí thuật, đem bí thuật sao chép cho thiên cung, còn có công huân điểm làm tưởng thưởng, đây đối với Lục Minh mà nói, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Hết tập 269.